Em tên Thùy Mỹ Nguyễn. Thật sự ra thì em bị đau bao tử 20 năm rồi. Qua tới bên Mỹ 10 năm, bác sĩ cho uống thuốc, đủ loại thuốc luôn. Cũng không hết. Rồi bác sĩ cho nội soi bao tử, không thấy gì luôn. Mà đau thì cứ đau, đau mỗi ngày, mỗi giờ. 20 năm đau, cảm thấy mệt mỏi, chán lắm. Xong rồi tình cờ một người bạn cho uống nước thử, bảo là nước từ Canton. Em đâu biết canh trần là gì, mà không biết nước đó nước tiên hay nước gì nữa. Nhưng mà thôi bạn cho thì cứ uống vậy. Xong bạn cho uống 3 ngày. Uống 3 ngày, ngày thứ nhất uống vô. Sáng dậy sao cái bụng nó mất tiêu. Mình đi tìm cái bụng của mình đau đớn, cái bụng mà quậy quọ mình nó mất tiêu. Đi tìm không thấy nó, thấy nghĩ là chẳng lẽ nước nó quất đến độ như vậy. Mà mình cứ tiếp tục uống 3 ngày nữa, cảm thấy cái bụng nó nhẹ thiệt nhiều lên luôn. Ngày thứ ba thấy mất tiêu luôn. Nên từ đó cảm thấy thích quá, đi kiếm cái máy đi mua về. So rất là good. Canton rất good nha. Vậy là trước đó là phải uống thuốc mỗi ngày hay sao? Uống thuốc mỗi ngày một viên xong rồi cũng hỏng hết, đi vô gặp bác sĩ trở lại, bác sĩ chuyển lên chuyên khoa, gặp chuyên khoa nói uống double dose lên, uống nhiều lên nữa và không được ăn chiên, xào, thịt, trứng, sữa, coffee, chocolate, tức là cấm tất cả các thứ. Em nghĩ chắc chết sướng hơn, đi sống mà không cho ăn chết sướng hơn. Ok. Sao chán, nó không thèm tin bác sĩ nữa, mệt mỏi quá không tin nữa. Nhưng mà giờ nhờ nó uống nước này nó hết cái đau bao tử nên bây giờ mới 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 happy như vậy hả? Bây giờ phải thêm cười hoài chứ ngày xưa ông mặt nó Mặt xịu nhăn tại nó đau bụng, cái à. mặt lúc nào cũng méo ha. Đúng rồi. Có cái máy này được bao lâu rồi? Em có được 1 tháng rồi. Rồi gia đình có happy không? Gia đình thấy em hết được bụng mừng lắm. Ba bên Việt Nam muốn em đem cái máy về quảng cáo bên Việt Nam luôn. Giao nhiều người đó bị đau bực bao tử nhiều lắm, tình hoạn nhiều lắm giao. Sao cái Ok, đó là tính tốt. em cảm thấy là quốc cho em là cái bao tử. Còn những bệnh khác em không có, em không biết. Bà dì của em ở bên Boston. Mới gọi em FaceTime từng rồi mà bà dì đã gặp em cách đây 3 năm lúc đó em về Việt Nam và mới FaceTime last week từng rồi á, bà nói sao hôm nay trẻ vậy. Em nói cô biết tại sao không, tại cô ước Kenchen, hỏi Kenchen là gì giới thiệu liền. Vậy Nói đó. sao nay trẻ vậy. Nước này uống ngon hơn là cái nước ở ngoài không? Ngon hơn chứ, mà thấy mình cảm thấy tự tin hơn nữa, tại mình thử nước ngoài mình có cái chất thử thì thấy nước ngoài toàn là acidic không à, not good. Ok. Với lại em uống nước ngoài em đau bụng luôn à. Dạ đúng rồi. Em uống nước ngoài Đúng không rồi. tiêu. Thì từ từ lúc mà có máy này thì mới hết bị cái đau Hết bao đau tử, bụng mà da trước da. đó là bị đau bao tử là do cái nguồn nước Do thôi. nguồn nước da em ăn ăn cũng kỹ lắm, bác sĩ dặn không có ăn bậy bạ thì mình cũng đâu có ăn bậy bạ nhưng vẫn đau, cứ đau à. Uống nước vô chừng 5 phút sau đau bụng rồi. Sao em không biết tại sao giờ cuộc sống mình thấy là hết rồi, đau hoài chắc chết. Xong mày có canh trần, uống nước canh trần vô không thấy đau nữa. Mày uống nước lạnh canh trần luôn. Ngày xưa em tưởng là bao tử mình bị lạnh á, nên phải hâm nóng nước hoài à. Nhưng mà cứ cũng đau thôi à. Bây Ok. giờ canh trần uống nước lạnh không đau luôn. Nhưng quá tốt. Vậy là bao tử em không có bị lạnh. Em tưởng bao Ok. tử bị lạnh. Rồi. Giờ hope mọi người nghe được cái chuyện này á, nên mua về nhà mình để giữ sức khỏe cho mình và cho cả người thân của mình nữa. Thì thím lúc đầu thím cũng chẳng tin, nó làm gì đâu, là nước uống mà phải hay dữ vậy, trong khi thuốc lại uống không hết đó. Cái thầm khi thì con của dì á, thì con của thím á, thì nó có cái bệnh đau bao tử mấy năm nay rồi đó, mà nó uống thuốc hoài cũng không hết. Cái thím mới nói thôi mày uống trước đi, mày uống mày thí nghiệm trước coi coi sao, rồi mẹ mới bắt chước mày uống chứ thôi mẹ cũng không dám uống đó. Rồi thì con của thím cũng hàng ngày cũng qua cũng lấy nước của mấy người quen á, cũng giới thiệu đó đó, rồi đau uống là nó uống đâu chừng được đâu 2-3 tuần nữa sao mà tự nhiên nó nghe nó hết đau đau bao tử nữa mẹ ơi, mà cũng không uống thuốc nữa, nó nói vậy đó. Cái nói trời vậy hay hả, vậy vậy thôi để mẹ thử mẹ uống coi. Thì thím uống đâu được trong khoảng cũng ba bốn tuần vậy đó, cả tháng á. Thì thím có đi thử máu, bác sĩ cứ mỗi tháng cho thím đi thử máu 1 lần á. Thì bác sĩ nói tự nhiên máu của thím xuống mà cao, máu theo của thím cũng cao nữa, hồi đó là tới 130, 140 á, là máu cao á. Rồi cái kỳ này vô cái bác sĩ nói ô nay sao máu hạ tốt đó, rồi còn máu nhiễm mỡ thì còn có 200 mấy à, chứ mỗi lần tới 400 mấy á đó. Bác sĩ khen cái mới hỏi thì cũng nói uống nước vậy đó, cái nó bác sĩ nói ồ vậy nên về uống nước này tiếp tục đi đó. Thành ra thím mới tình nó, thím mới bắt đầu đi 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 bà con mới sớm thím nói thím khoe đó đó, như vậy thì thím thấy hay quá, thì đỡ uống thuốc cháu rồi chứ uống thuốc thấy cũng ngán quá.
Rồi rồi ngoài cái mà nó giúp thím giảm cái mỡ trong máu rồi cái áp huyết nó xuống phải không thím? Rồi ngoài cái đó nó còn giúp cái gì nữa không thím? Cái nước này. Thì nước này nó giúp cái là thím qua nay cũng được 5 năm rồi, cứ mỗi năm cái mùa lạnh cái thím bị cảm ho, cảm ho rồi nhức đầu nữa đó, rồi cái mình mẩy cũng mê ẩm, rồi cái cũng uống thuốc Tylenol đồ đó cháu, rồi cái từ hồi uống cái nước này nè, cái năm nay thím không có cảm ho, không có bệnh đó, thím không có uống thuốc cảm gì nữa hết trơn á. Thím cứ nói với nhỏ này, cái thím cũng đi nói với người ta mấy bà bạn rồi xóm gần đứa cứ ho sụ sụ rồi sổ mũi, cái thím nói lấy nước này về uống đi kính kính em uống nè, thấy em có kết quả em mới nói năm nay em chẳng có bệnh gì hết trơn á. Rồi cái nước này thím có dùng để mà nấu ăn hoặc là rửa rau quả nó như thế nào, thím có thử qua chưa? Dạ có chứ, thím rửa nước này đó thì thím thấy luộc đồ lên rau nó xanh lắm, nó xanh còn nó ngon lắm. Nếu mà thấy tốt thì nên chia sẻ nên đến cho là hàng xóm láng giềng những người mình thờ mình quen biết thì giúp cho nhiều người được khỏe mạnh Đó hơn. thì ai lợi rồi đây thím cũng nói lấy bình lại đi uống nước đi, lấy nước uống đi, uống rồi mình nói họ không tin nha chứ ơi, họ không tin là nói có việc lấy uống đi, uống thời gian coi nếu mà họ tin thì mua cái máy này về uống đó, thì cũng có nói người ta vậy đó, thì cũng có một số người cũng lại đây xin nước Ok rồi, con cảm ơn thêm. Tôi biết cái nước này cách đây cũng khoảng chừng 9 tháng rồi. Thì lúc đầu tiên Phong có giới thiệu tôi cái về cái nước này. Thì tôi cũng không ngần ngại mà uống liền. Tại vì khi mà Phong có làm cho tôi coi cái demo về tất cả mọi cái lợi ích của nước thì tôi quyết định uống nước thử. Thì tôi uống khoảng chừng 2 ngày đầu tiên. Thì cái mà cho tôi cảm thấy khác nhất là tôi là người đi làm produce, nhiều khi cũng đi sớm giờ khuya, nhưng mà lên cầu thang á, trước khi mà tôi uống nước này lên cầu thang tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Sau ngày làm việc thì khi về lên cầu thang cái chân, nhất là hai cái đầu gối tôi đi rất là cảm thấy rất là mệt mỏi lắm. Nhưng mà khi uống cái nước này thử khoảng chừng 2-3 ngày sau thì tôi đi làm về tự nhiên tôi phát hiện là cái chân tôi lên cầu thang nó không còn mỏi như trước nữa, rất là thoải mái. Và thêm một điều nữa là tôi cảm thấy ngủ rất là ngon hơn là mọi khi trước. Ngủ một đêm không có thức dậy lắt nhắt mà ngủ thẳng đến sáng. Đó là cái mà hai cái mà nó làm cho tôi ngạc nhiên nhất khi mà tôi dùng cái nước này. Thì cái đầu tiên mà khi tôi uống cái nước này mà tôi thấy khỏe là tự nhiên tôi ngồi trừ gia đình thì tôi nghĩ tới ba mẹ. Thì đầu tiên tôi biết là ba mẹ năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi. Thì ba mẹ cũng già yếu và bệnh tật rất là nhiều. Riêng của ba tôi thì lúc đó ổng có một trong những chứng bệnh ổng có là bệnh cao máu. Thì lúc đó là ổng 195 đến 200, uống thuốc mỗi ngày. Thì khi tôi biết cái nước này thì tôi có nói ba cứ dùng cái nước thuốc này, cái nước này, cái này nó chỉ là nước lạnh thôi mà nó rất là hay. Thì đầu tiên thì ba cũng cũng có vẻ không tin lắm, thầy nói nước là nước, tại sao mà uống cho mà hết, ta uống thuốc mà ta không thấy hết nữa mà nước làm sao hết được. Thì tôi có nói với ba là ba cứ thử đi, không hết thì ba đừng uống nữa. Nhưng mà kêu sau cái đó thì ổng quyết định thử. Thì khi ổng thử á, là một tuần sau ổng đi khám bệnh lại. Thì bác sĩ cho ổng biết là cái cao máu ổng mà nó đã xuống từ 195 xuống còn 135. Thì lúc đó bắt đầu bản thân tôi thì tôi quyết định mua cái máy. Hồi trước khi mà có máy này thì tôi thường đi Costco mua những nước Gatorade, những nước lạnh này kia cái nọ. Nhưng mà từ khi có này là ngoài trừ sức khỏe ra thì cái sự mà tiêu xài trong trong gia đình mà nhất là về nước này nước kia thì tôi giảm rất là nhiều, không có còn mua nước nào nữa. Cho nên gia đình rất là happy và dùng cái máy này. Thì sau đó là ba mẹ cũng cũng có một cái máy trong 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 gia đình luôn, trong nhà của ba mẹ. Tại cái máy này nó đối với tôi nó không 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 chỉ uống không cho sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, mà nó cho gia đình tôi một cái energy mà rất là khỏe mạnh, và hơn nữa là nấu ăn nấu uống và dùng cái nước này ngâm rau quả nó để tẩy đi những cái chất mà chemical ở trên rau quả rất là hiệu quả, và cái đó là điều tôi rất thích. Tôi hy vọng là đem cái cơ hội này chia sẻ đến mọi người, tại vì tôi nghĩ là mọi người và luôn cả bản thân tôi ai nấy cũng cần sức khỏe là trên hết cho mọi gia đình. Mỗi người ai nấy cũng đều dùng nước hàng ngày, mỗi ngày, mỗi phần, mỗi giờ, mỗi phút.
Cho nên nếu mà dùng cái nước mà không đúng thì sức khỏe mình sẽ rất là có hại. Tôi là tên ông Phúc, Phúc Lê. Tôi năm nay 81 tuổi. Thì từ khi mà con mua cái máy về mà con cho lấy nước đưa cho bà uống thì cảm thấy sức khỏe nó tốt lắm. Còn như là tất cả những cái chứng bệnh như ví dụ như là đau nhức rồi máu huyết cao nó uống xuống nó thấy nó thấp, rồi đau nhức á, thì còn từ khi mà uống nước đó tới bây giờ hoàn toàn cái vấn đề mà đau nhức trong cơ thể nó không còn nữa. Như trước kia là tôi bị stroke cho nên đi hai cái chân nó yếu mà hai cái gối thì nó đau, nhưng mà khi tôi uống cái nước đó vào thì cái gối nó hết, nó không còn đau trong trong hai đầu gối, đi đứng nó dễ dàng bình thường. Nó còn cao máu á, thì coi cũng như là nó cũng không có cao như hồi xưa nữa. Hồi xưa uống á, coi như là một ngày là ba thứ thuốc, nhưng mà khi mà tôi uống nước đó rồi á thì tôi bỏ bớt đi một thứ một nửa, thì coi như là uống còn lại uống chỉ còn có cái số lượng thuốc á. Còn nữa là vì cái vấn đề cao máu á, mình nó rất là nguy hiểm cho nên mình phải kiểm soát nó cho kỹ, không khéo thì nó sẽ tai hại tới tính mạng. Vì do sự đó mà tôi mới giảm bớt thuốc, nhưng mà tôi phải uống cầm chừng. Rồi đến khi tới bây giờ thì tới hiện giờ ở đây tôi chỉ còn uống một thứ nửa viên thôi, mà uống hai thứ đó, chứ không có dám bỏ hẳn, nhưng mà máu thì không có lên. Khi mà giảm thuốc vậy thì cái kết quả thử máu thì nó như thế nào? Nhờ cái nước, cái cholesterol đó, từ ngày tới đó tới giờ tôi không uống thuốc cholesterol. Nhưng mà đi thử máu đó, thì cholesterol nó vẫn nằm ở mức bình thường, không có cao. Thì nói chung á, cái máy này nó rất lợi cho mình. Mà tuy là nếu mình mua cái máy rất tiền, tốn tiền, nhưng mà so ra thì nó rất là rẻ và rất là tốt cho mình. Là vì mấy hôm kia cứ mỗi tháng như vậy á là phải đi lấy xe đi tới chỗ kia đổ 5 thùng nước bự rồi mang về, rồi để nó uống với lại nấu ăn khoảng chừng một tuần lễ hết. Mà đó một lần một thùng 4 gallon là mà 5 thùng như vậy là tốn cũng là cả hơn cả chục đồng. À, thì bây giờ đây cái máy này á thì mình về mình bắt mình khỏi cái tốn cái công đi mua, rồi nó có nhiều cái lợi là ví dụ như cái nước đó dùng để nấu ăn, rồi mình rửa ráy cũng là dùng cái nước đó. Ví dụ như mua cá về rồi mình làm cá ra mà cá nó bị mùi tanh mùi hôi, lấy cái nước mà 1900 năm đó mình ngâm mình rửa, tự nhiên con cá nấu vô nó không còn cái mùi hôi mùi tanh như là hồi mình dùng cái nước thường nữa đó. Rồi tất cả những cái rau cải gì á mà ở ngoài nó bán có những cái chất thuốc rồi nó sâu nó xịt vô trong đó, mình đem về cái mình bỏ nước đó mình ngâm trong 15-20 phút gì đó lấy ra là ăn nó tốt cho cái sức khỏe nó. Cho nên bây giờ cái sức khỏe nó hồi kia chưa uống cái nước cái máy này thì cái sức khỏe nó cái mức đó, mà bây giờ dùng cái nước này một thời gian khoảng nửa năm nay á thì bây giờ coi cũng như là cơ thể nó bình phục trở lại, hơn còn trẻ hơn là 5-7 tuổi vậy. Cái nước mà lấy cái nước mà Transit 200 năm đó thì trong khi á lấy trong đó nó ra hai thứ nước, một thứ là 11.5, thứ 200 năm. Cái thứ 200 năm á
trước khi mà tôi chưa có cái máy á, là cái chân của tôi nó bị cũng như là da nó bị sao đó mà nó bị lầy một như là cái lát đồng tiền vậy á, mà rồi đi bác sĩ da cả năm trời, 2 năm trời mà bác sĩ da cũng cho đủ thứ thuốc hết về mà nó cũng không có lành, không có hết. Mà từ khi có cái nước 200 năm tôi lấy, cái nước 200 năm đó tôi sức lên, cứ một ngày như vậy là tôi làm 3 lần, sáng, trưa, tối, đâu có 3 tuần lễ sau là cái chân tôi mấy cái chỗ đó nó hết luôn. Đâu cái chỗ đó cho coi. Đây này, cái chỗ này. À, hồi xưa nó lỡ, bây giờ lành rồi. Là coi như là bây giờ cái nó lành hết rồi, không còn nữa. Mà cái da hồi kia nó làm một lát vậy á, thì bây giờ những cái chỗ đó nó không còn, mà nó không còn ngứa còn gì nữa rồi đó. À, là cái chỗ đây này tôi đi bác sĩ da 2 năm trời đó. Ừ, giờ nó lành rồi. Yeah. Còn một cái nữa, cái nước mà 11.5 á, thay vì á mà vợ chồng tôi là có đánh giá, thay vì phải đi ra tiệm mua một cái hộp mà ngâm, mà hộp mà để về ngâm để cho nó sạch răng á, thì bây giờ tôi không có dùng cái hộp nữa, cái dùng cái thuốc đó, cái xà phòng đó mà ngâm vô á là nó mình rửa không sạch á thì nó làm cho cái nếu mình nó không tốt. Cho nên bây giờ lấy cái nước 11.5 á, tối lại á, tôi lấy răng bỏ vô, tôi ngâm sáng ra, rửa cái răng nó trắng mà nó không có bị hư cái nếu của mình. Nó không bị hư. Nó không có cái chất chemical. À, nó không có chất chemical. Cái hóa chất nó, của nó. Nó bị, nó không bị nữa. Thì một năm như vậy á, hai vợ chồng á, đỡ tốn cũng là khoảng 60-70 đồng tiền tiền mua thuốc đó. Mua thuốc ngâm răng. Yeah. Bây giờ ngâm 11.5 từ trong cái máy cân gần này. À, nó tạo ra. Yeah. Như tôi hồi xưa mấy năm trước á, bệnh cái bệnh mà kêu là tê thấp á, bệnh gao á, nói hôm á là cái chân này thì đi á, đi là đi khó khăn lắm, đứng dậy ngồi xuống khó khăn lắm, mà đi bộ ra đi chừng 15 phút là vô đi phải ngồi phải bóp phải ấy, không thôi thì không đi được nữa. Mà bây giờ coi như hai cái chân của nó khỏe rồi đó, coi đứng dậy ngồi xuống rồi đi đứng lên cầu thang đi xuống cầu thang rồi coi như là bình phục lại như là bình thường hồi xưa, chứ không còn đau nhức nữa, mà tối ngủ không có đau nhức nữa. Hồi xưa là tôi bị cái chứng táo bón đó, mà khi từ khi có cái máy này rồi về là coi như là uống cái nước vô là cái vấn đề mà sinh hoạt của cái đường ruột nó rất là bình thường, mỗi ngày nó đi từng coi như là đúng cái thời gian một ngày là một lần, thì nó không còn người ta bị táo bón nhiều xưa nữa. Còn bà xã tôi thì bà thì bị cái rối loạn đường ruột á, ăn vô cái gì vô là bị đau bụng rồi bị tiêu chảy. Mà từ cái ngày mà bà có cái uống cái nước này vô rồi thì bà cũng cái đường ruột của bà nó cũng hồi phục trở lại, bây giờ cũng bình thường. Giờ ăn cái món gì mà bị, ví dụ như hồi xưa bà ăn rau sống cũng bị, mà bà ăn những cái chất mà không hợp vô nó bị, mà bây giờ coi như là bình thường, không có còn cái chứng đó nữa. Quý vị á, muốn mà có một cái sức khỏe cho tốt á, nên đi tìm lấy nước về uống thử, rồi có, nếu có khả năng thì mua cái máy về uống, thấy nó lợi cho gia đình rất là nhiều. Ví dụ bây giờ một năm như vậy á, là mình tính ra tiền nước, tiền đi mua nước về uống là cả mấy trăm đồng. Mà rồi cái tốn cái công mình đi lo đi mua rồi trở về rồi để đó, rồi cái thời gian đó nó mất thời gian của mình nữa. Mà cái nước đó thì nó không có giúp được cho cơ thể cái sức khỏe gì hết. À, đúng rồi, cái theo trong cái tài liệu á, thì mình biết á, là cái nước mà ở ngoài
và đóng chai hay mà lấy nước ở ngoài thì hoàn toàn là nó sạch thôi, chứ còn nó còn cái chất axit trong đó. Đó, cho nên mình uống theo thái tài liệu nó nói rất là đúng, mình uống cái nước đó vô thì cái chất axit nó tồn trữ trong cơ thể mình, thì hàng năm như vậy, từ năm này qua năm kia, năm kia qua năm nọ, thì cái chất axit mình nó dồn vô trong cơ thể mình. Nhưng như tôi hai cái lỗ mấy hôm á, với mấy cũng chừng cái nó cứ nó bị đau nhất. Mà khi tôi uống cái nước đó vô á, tự nhiên á, cái hai cái tay với hai cái chân của tôi á, những cái vành móng này nó ra một cái chất vôi, nó ra một cái chất vôi đông trắng hết á, trong thời gian khoảng 3 tuần. Thì tôi uống nước đó vô rồi tôi lấy cái nước 200 năm mà tôi rửa cái chất vôi nó sạch rồi á, là bây giờ cái móng tay của tôi từ khi trước khi mà tôi uống nước á, là nó coi như động mới gãy, động mới gãy. Mà khi tôi uống nước rồi á thì cái móng tay móng chân bây giờ nó cứng, mà nó chắc trở lại, mà nó không còn có xù xì nữa. Mà rồi mấy cái vòng tay ở trong không còn là chất vôi mà ra đóng đó nữa. Cho nên tôi thấy rất là healthy cho cái sức khỏe của mình đó. Rồi kết quả sức khỏe của tôi thì mấy cái lúc trước mà chưa uống á, thì từ nhỏ tới lớn thì lúc nào cũng bị táo bón với tiêu chảy, cái đường ruột nó không tốt, cứ mấy năm là phải đi xoay ruột một lần. Thì lúc xoay ruột lần nào cũng thấy trong cái ruột nó có hai thiên bột, trong đó đem đi thử thì không có phải bị cancer, nhưng mà tự do táo bón cái phân nó cứng, nó cào cái ruột cho nó bị mọc một, rồi cái dấu đó nó cứ mấy năm là nó cũng có mọc lại y cái dấu cũ đó, không có hai cái mục. Nhưng mà từ ngày tôi uống cái đó là mỗi ngày đi cầu bình thường, không có bị táo bón nữa. Rồi cái chứng tiêu chảy, đau bụng tiêu chảy rồi bây giờ nó cũng hết luôn. Rồi cái về sức khỏe, hôm nay cái xương tôi nó bị rỗng, bị móng xương, cho nên tôi thấy lần nào cũng bị gãy xương hết á. Đấy, ba lần đều gãy xương, một lần gãy cái xương bắp cá tay đây, lần gãy xương tay út, bây giờ còn quẹo đây, lần là gãy cái xương bắp cá chân, đang bột 2 tháng, rồi ngồi xe lăn mấy tháng. Rồi tôi uống cái nước đây á, rồi giờ tôi đi đứng bình thường, cái gân nó lại, nó cứng lại, đi đứng nó bình thường lại, nó nhanh như cái hồi chưa gãy xương, không có bị gì nữa hết. Còn ca mỡ thì mỡ nó cũng giảm, nó thấp bình thường. Còn cao máu thì tôi chỉ uống thuốc cao máu hầu của 10mg một viên một ngày, bây giờ tôi chỉ uống còn có 2.5mg, tức là 1/4. Ngủ thì ngủ rất ngon, ngủ đêm trung bình 8 tiếng, bao lúc bằng ngày ngủ thêm cũng 2 tiếng nữa. Mà ăn thì ngon lắm, ăn ngày mấy lần nó cũng đói, ăn lúc ăn rồi nó đói liền à. Ăn nó mau tiêu, nó đói, không có gì. Cái da tôi nó bị mọc cái mục gì đây, nó muốn mọc cái mục ruồi hay cái gì ở trên cái mặt này. Nó càng ngày nó càng cao, lớn lần lên như nó có cái chân à. Tôi lấy nước 200 năm tôi bôi thử. Rồi bây giờ nó nhỏ xuống, nó bành mặt xuống rồi, mà nó héo rồi, nó không có đau nữa. Không biết chừng nó rụng luôn không, chưa biết. Nhưng mà giờ thấy nó nhỏ lần lại, nó quỳ lớn lên nữa. Nhưng mà nó bằng cái mặt da rồi, nó héo, nó không có còn cao lên như mấy bữa trước nữa. Thì những cái dấu vết mà nám mà, thì tôi rửa cái nước Beauty Water. Thấy cái da mặt nó bớt nhăn, nó không có nhăn cái da nhiều. Mà mấy cái dấu mà đen đen, mấy cái chấm đen đen á, rửa tay rửa mặt và thấy nó cũng lật lần. Tôi tên là Peter Lu, tôi đã uống nước này khoảng chừng 1 năm rồi. Thì tôi uống nước này rồi thì đầu tiên nhất là mình cảm thấy mình ngủ ngon, ngủ được. Với lại nó không có, con người nó có sức, ngủ xong thức dậy thì nó không có thấy mệt mỏi mỗi ngày. Những cái chứng bệnh mà hồi xưa anh có thì bây giờ cái nước này nó giúp như thế nào anh? Hồi xưa thì tôi bị té, đánh table tennis, bị té thì nó đã phải đi coi bác sĩ rồi đi châm cứu rồi phải uống thuốc bắc nữa. Thì từ khi mà tôi uống cái nước này khoảng chừng 3 tuần sau rồi đó, bắt đầu nó giảm bớt lại mà có thể ngủ ngon, tới ngủ thẳng giấc tới sáng luôn. Thì sau đó thì tiếp tục lấy nước uống thêm nữa, thì khoảng chừng 1 tháng sau nữa thì nó khỏe lại. Okay. Thì bắt đầu tôi nói là tôi mua cái máy nó luôn để mà xài cho mình luôn, với cái gia đình mình luôn. Anh không có còn mua nước ngoài uống nữa hả? Thì từ khi có máy này thì tôi khỏi tốn tiền đi mua nước, tiền kháng thì khoảng chừng 20-30 đồng tháng đó. Đi mua nước 25 cent, mấy cái thùng bự 5 ca lông ở ngoài đó, còn phải sách về nữa.
Tôi đề nghị là mấy người lên phải thử cái nước này, thay vì mình để bỏ thì bỏ tiền để mua cái thuốc men mà uống. Đó, cái này một cái cách để mà thay đổi đó, thì anh có thể thử là biết liền đó, thử từ từ để biết ra. Thì có thử thì tốt hơn mình không có đi thử đó. Ok, cũng như là cho cái cơ thể của mình một cái cơ hội để Cơ mà hội. uống thử nước này để mà thấy cái hiệu nghiệm nó như thế nào. Đúng rồi. Ok. The first time là khi mà nô tới cái Kangen đó, so confused á, là tại vì không hiểu được rằng cái nước nó sẽ giúp cho cái cơ thể gì. Nói chung thì sau khi giải thích thì chị nói là ok, nước lọc mình cũng nên tìm hiểu về cái nước lọc mình đang dùng. Trong cái nước lọc mình đang dùng hiện tại bây giờ, mọi người đều cảm nhận thấy, chỉ nhìn vào cái độ sạch, độ trong là ok. Nhưng mà không hiểu được rằng trong cái độ sạch, độ trong đó nó giúp hay là nó không giúp được cho cơ thể mình. Cái sức khỏe hiện tại bây giờ là đang ở trong cả thế giới trong một cái hiện trạng báo động. Thứ nhất là về bệnh ung thư, là một căn bệnh của thời đại. Hiện tại giờ cái sự chữa trị nó bao la, không không có cái gì guarantee là cái ung thư nó chữa trị được hết. Cái thứ nhì nữa là tiểu đường và cao máu. Hai cái điểm này, ba cái căn bệnh này phải được gọi là căn bệnh của thế kỷ. Mọi người đều worry về cái đó hết. Ngay chính bản thân Thủy cũng rất là worry, tại vì chính bản thân mình là cũng đang bị ung thư và đã trải qua cái thời kỳ ung thư, đó là thời kỳ ung thư cuối, nhưng mà may mắn là vượt qua được. Nhưng mà trong cái vượt qua được đó thì nó lại combine với cái side effect, tức là Thủy bị mỗi buổi sáng ngủ dậy tay chân đều tê cứng hết, đêm nằm ngủ thì thường thường hay bị nâm nâm, tức là bị tê tê nửa thân người. Thì qua gần gần 3 năm sau khi mà đã qua những cái gần 3 năm sau khi qua những đợt điều trị, thì cái căn bệnh tạm thời nó đứng lại ở đó, 70% là coi như nó giảm, còn 30% thì vẫn phải chịu cái side effect đó. Thì cũng may mắn là đi tìm hiểu rất nhiều về những cái nutrition, những cái từ nghĩa là cải thiện về đời sống, tức là về cái cách ăn uống, tất cả mọi cái. Thì Thủy đã gặp được một người bạn, đó là Mr. Phong đã giúp Thủy nhìn ra được tại sao mình bị bệnh và làm sao để ngăn ngừa. First thing là Thủy mang về cho cái gia đình Thủy dùng trước, đó là đứa con trai của Thủy, mang cái gì vậy? bằng nước về, Dạ, nước 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 khen nghịch. cái nước hơn nghìn dạ. Thì trong nhà thì cũng chỉ nghĩ là nước, nhưng mà với cái hiểu biết của Thủy càng ngày muốn tìm hiểu sâu xa hơn về cái khăn nghịch. Thủy bị rất nhiều người đã phản đối Thủy là cái alkaline và cái acidic, nhưng mà càng đi sâu vào thì Thủy lại càng thấy rằng it's more strong believe for cái water mình drinking. The first of all is myself á, là coi như trước tiên là Thủy sau 10 ngày uống thì ban đêm ngủ không còn bị tê. Riêng á, bản thân Thủy là sau 10 ngày Thủy không còn bị tê tay tê chân nữa. Nhưng mà Thủy vẫn nghĩ là ô, cũng chưa hẳn là cái nước, cái mà nó làm cho Thủy mạnh mẽ hơn nữa đó là thằng con trai. Cháu đi bác sĩ nay nó là 11 năm. Cháu bị về cái đường tiết niệu, tức là đi tiểu, cái nước tiểu rất là đặc. Giống như là cái honey mà mình, cái mật ong mà mình hâm nóng lên nó có cái độ sánh. Và nó uống nước rất nhiều. Và uống thuốc á, vẫn uống thuốc đều đặn. Và cái trữ lượng á, đường cũng như trữ lượng cho cái đường tiết niệu của cái body của nó thì nó gain weight, try đủ cách hết cũng không xuống, mà nó còn bị high cholesterol, mỡ bọc tim nữa. Thì Thủy muốn con Thủy nó healthy, nhưng mà Thủy không biết nói như thế nào với con. Chỉ nói là ok con uống nước, thì cháu uống 2 ngày đầu cháu thét vô là cháu nói liền mẹ cái nước gì mà nó so clean, so soft. Thì Thủy thấy ô cũng là nước, nhưng mà mình try thử coi con. Rồi thằng con trai uống 1 tuần lễ đầu nó chạy ra, nó nói mẹ ơi so surprised, I need more water I drink. Tức là một ngày chú uống 1 gallon, bây giờ chú uống hơn 1 gallon một ngày. Cháu nói cháu need more. Mình cũng không hỏi cháu là tại sao, nhưng mà qua tới tuần thứ hai thì cháu nói it's so perfectly, tức là cái thuốc cháu uống thì cháu vẫn uống,
Nhưng mà cái đường tiểu của cháu, cái nước tiểu bắt đầu thay đổi. Nhờ cái nước Kangen. Nhờ cái nước Kangen. You can believe it, Evie, nghĩa là coi như là today là phải chạy đi lấy nước. Tại vì nhà mi chưa có cái machine. Yeah. Mi đi lấy nước. Evie today and take home. Nhà ba người mà hơn 5 gallon nước mỗi 2 ngày. Yeah. Thì uống tới tuần lễ thứ 3 thì thằng con trai nó mới nói một câu mà it really touch my heart. Mom, if you don't do in the business of this thing, it's a family really need this machine. Yeah. Nước tiểu của cháu bây giờ là nó nhẹ nhàng hơn. Và 2 ngày trước cháu đi doctor. Doctor testing mà he surprised, he knows what's going on. Really? Yeah. Wow. And we saw him, cho doctor là my son used the Kangen water and give a website. Mm-hmm. And he's so happy, he said, better have to tell the people know about it. Mm, the doctor say that? Yeah. Wow. It's a good news because yeah. Right now bác sĩ recommend vậy đó. Wow, good. Tại vì kết quả tốt cho rõ ra cái kết quả cho thằng con trai, tức là uống này là coi như là cái nước Kangen là uống 2 tháng. Yeah. 2 tháng thì trong 2 tháng này là coi như thay đổi hoàn toàn về cái cách ăn uống và cháu đã tìm hiểu thêm. Bây yeah. giờ cháu sẽ không uống soda như mọi lần tuần lễ nhất cũng có được lon soda. Yeah. Cô con gái cũng không uống soda nữa. Yeah. Những cái ngọt cháu ăn vô, cháu về cháu lấy nước Kangen cho uống vô liền. Yeah. Những cái đồ béo, những đồ gì cho về cho lấy nước Kangen nhiều cho uống liền. Yeah. Và after a month now, my family is so happy with the that water Kangen. Mm. And we love it. I recommend it. Tôi là Henry. Tôi đã uống nước này cỡ được 2 tháng. Tôi là người cũng khỏe mạnh lắm, tôi không có gì bệnh gì, chỉ trừ ra cái bị tức hơi thôi. Nhưng mà tôi thể thao rất là nhiều, tôi đánh tennis. Mà giờ tôi cũng là 40-50 tuổi rồi nên cũng không có exercise giống như ngày xưa mà chơi thường xuyên hàng ngày. Từ hồi mà uống nước này rồi đó thì cách cỡ một tháng á, tôi thấy energy của tôi nó lên rất là nhiều. Nghĩa là ngủ ít, thức dậy nhẹ, mà ngủ cũng nhẹ nhàng nữa. Mà bây giờ tôi có thể đi chơi đánh tennis mà từ 5 ngày tới 7 ngày tôi không thấy mệt. Mà đồng thời cơ thể nó giống như nó không có nhức mỏi giống như ngày xưa nữa. Nó cũng nhức nhưng mà nó không nhức như thiệt là nhức giống như là sau khi tập thể thao hay là đánh tennis cỡ 2 tiếng thì cơ thể nó rất là ê ẩm. Mà nhà về là phải nghỉ ít nhất cũng có khi tôi phải ngủ 1-2 tiếng để mà hồi phục lại sức khỏe. Bây giờ tôi đánh tennis 3 tiếng đồng hồ tôi về, tôi không cần ngủ nữa. Mà đồng thời tôi thấy tôi có sức để mà để làm mấy chuyện khác. Tại tôi cuối tuần tôi có đứa con, tôi phải lo là nó cũng 8 tuổi, nó cũng đứa con gái. Mà nó energy nó rất là nhiều. Mà cách đây cỡ từ hồi mà nó cách đây cỡ năm tới bây giờ, trước khi tôi uống cái nước này đó là tôi đánh tennis về nó phải cho tôi ngủ cỡ 1-2 tiếng. Mà tôi mở tôi ngủ thì đồng nghiệp nó chơi một mình thôi. Bây giờ tôi về là tôi có thể tôi nấu ăn cho nó rồi xong rồi tôi dẫn nó đi chơi park luôn. Mà tôi không thấy mệt nữa. Chỉ cũng nếu mà làm liên tiếp cỡ 5-6 ngày liên tiếp mà làm là hết sức là lúc đó tôi mới thấy mệt. Mà mệt á tôi chỉ ngủ vài tiếng thôi tôi đã hồi phục lại rồi. Mà cái nước này rất là tốt, uống vô lúc tôi mệt đó thì thấy nó làm cho người có khỏe ra mà rất là dễ uống, mà đồng thời uống được rất là nhiều. Mà tôi cũng thấy cái đầu óc tôi nó như là sáng sủa hơn nữa, là lúc nào cũng vui vẻ, tánh tôi cũng đã vui rồi nhưng mà tôi thấy còn vui hơn nữa, nên cái nước này rất là tốt. Trước khi tôi uống thì người bạn tôi giới thiệu cái nước này tôi cũng có thử một lần, nhưng mà tôi không có uống theo cái nguyên tắc của người ta chỉ là chỉ uống một bình thôi. Sau đó tôi không có thời gian để mà tôi đi đổi lấy thêm nước, nên tôi biết nó work nhưng mà tôi nghĩ là chắc nó cũng mình nó không có work như là người ta nói. Mà sau này á thêm một người bạn của tôi giới thiệu tôi nữa, là lúc đó tôi bắt đầu uống theo cái hướng dẫn của người bạn này, là uống thường xuyên không có xài nước nào khác. Tôi thấy cái nước này nó thật sự là nó work như là nó đã nói trong tài liệu của họ. Yeah. Mà tôi rất là tin, tại tôi biết là con người tôi lúc mà có acid vô là tôi bị tức hơi liền hả? Heartburn á. Yeah. Mà những gì bác sĩ cho thuốc uống tôi cũng uống, là sau này là mỗi ngày tôi phải uống một viên trước khi đi ngủ. Mà cái heartburn nó nặng đến nỗi mà tôi không thể tôi lăn qua một bên để mà tôi ngủ nữa, tôi phải ngủ cũng ngã như nè. Bây giờ mỗi lần mà tại tôi hút xì gà mà tôi uống cà phê rồi tôi ăn ớt, những cái gì mà bác sĩ cấm tôi làm hết à. Và
bởi vì cái acid trong người rất là nhiều, mà bây giờ tôi uống đó, tôi mỗi lần tôi uống nước vô tôi ở liền hả, ngộ vậy đó. Mà ở xong rồi cái ở nó rất là khỏe chứ không phải là ở, mà ở cũng có cái thuốc hay là cái ga của cái đồ ăn. Một khi thở rồi cái là thấy người nó nhẹ nhàng. Mà tối tôi ngủ mỗi lần mà tôi tức hơi tôi uống cỡ nửa ly nước thôi là tôi nằm xuống cái đợi cỡ 5-10 phút là cái ngực tôi thấy nó nhẹ đi. Nên chỉ nhiêu đó tôi thấy nó là đủ để tôi tin là cái nước này nó work. Bây giờ anh đang có cái máy rồi phải không? Tôi mua liền cái máy luôn, tôi đang xài cái máy, và đồng thời tôi cũng cho mấy người bạn tôi thử cho họ rất là thích. Nên tôi rất là vui. Tôi thấy là mà có hai người bạn họ cũng cũng một cô bạn á, thì hồi cổ lúc trước á, cổ tại làm chung công việc á, mà mỗi lần cổ đi công tác về á, cổ mệt lắm, nên là mặt mày nó là bơ phờ hết trơn á. Từ hồi tôi cho cổ cũng uống được cả 1 tháng tới nay, nên là ngày nào giờ thấy cổ cũng vui vẻ, mà làm tới 5 giờ tôi vẫn còn sức, vẫn còn đùa giỡn như thường, chứ không có giống như ngày xưa mà 5 giờ á, ai cũng nhìn giống như là gà rút dây thun, như là thở không ra hơi, mà mặt thì bơ phờ, ở dưới con mắt thì nó đầy. Bây giờ cổ nhìn hoàn toàn trẻ ra luôn, cái da mặt cổ căng lại, mà không có xài nhiều make up. Còn tôi nghĩ cái da tôi cũng vậy á, trên như là cái da trên cái tay tôi lúc nó nhăn đó, bây giờ nó thấy không, nó không có nhăn nhiều nữa. Và đồng thời cái cổ tôi lúc trước nó cũng nhìn nhăn nhiều nét nhăn lắm, bây giờ nó đỡ nhiều lắm. Đó không? Ngày xưa là tôi thấy nhìn vô kiến là thấy trời ơi, tôi chắc tôi cũng bắt đầu tôi già đi rồi. Mà bây giờ tôi nghĩ là tôi không có già. Và đồng thời sức khỏe tôi lại giống như là lúc mà tôi có 30 á. Nên cái nước này rất là hay, mà nó chỉ là nước thôi. Nó không có cái nó trừ ra quá hơi mấy cái chất chất thuốc tẩy, thuốc hóa học, mà đồng thời nó để vô cái oxy uống vô, tôi cảm nhận được cái hiệu quả của nước liền à. Trong vòng giống như là cỡ vài phút là tôi feel được là tự nhiên mình có thêm energy. Nên cái nước này rất là hay, tôi recommend này cho bất cứ người nào. Mà tôi nghĩ cái này á, ai mà có bệnh á còn sẽ giúp họ còn nhiều hơn nữa. Một ngày anh uống khoảng bao nhiêu nước anh? Lúc trước tôi uống nước thường thôi, là tôi kỹ uống nước, tôi phải uống nước cái gì nó pha chút nước ngọt hay gì đó tôi mới uống được. Tại uống vô là thấy bụng nó đã no rồi. Bây giờ tôi ực một lần á là ít nhất một pint. Một pint nó là cỡ 2 ly cối á. Wow. Tôi có thể uống vậy, mà tôi uống vô tôi không có cảm giác là bụng tôi nó no. Mà chỉ đợi cỡ 10 phút hay 15 phút sau là tự nhiên lúc mà tôi đang mệt, tôi uống nước vô cái thấy hết mệt, tự nhiên tôi có sức lại. Nó rất là hay. Và lúc nào trong xe tôi cũng có bình 3 gallon hết trơn á. Tôi vừa uống mà tôi cũng vừa cho người chung quanh tôi uống nữa, ngày tôi xài hết 3 gallon. Kết quả rất là hay. Mà nó chỉ là nước thôi, mà tôi thấy như là nó hoàn toàn nó cái hiệu quả nó rất là sự thật. Tôi không có lý do nào mà không tin được hết trơn. Dạ, tôi tên Nguyễn Hương. Tôi nghe bạn tôi giới thiệu là cái máy tốt mà tôi cũng chưa được tin. Tôi uống nước thử được sau thời uống khoảng 2 tháng. Ông xã tôi cho thận có 20, có 34 mà tôi uống thì thận nó lên. Mà bác sĩ nói là nếu mà không có lên đó, thận đó, thì phải đi nằm viện. Cho nên tôi sợ quá, tôi uống nước tôi thấy nó thận lên rồi tôi mới quyết định mua cái máy này cho ông uống. Từ ngày uống tới bây giờ là khoảng gần năm rồi á. Rồi thận ông lên lại tới 51. Dạ, lúc trước. Từ lúc trước là thận có 34 à. Dạ, nhờ uống cái nước khăn dạ, gần dạ, này. Dạ, nước uống nước can gần này mà thận nó lên, tôi mừng quá. Dạ, rồi wow. Tôi sẵn là tôi có mua cái máy để cho giúp cho mấy người mà thận suy. Bạn bè lối xóm hết trơn cái xóm này uống nước của tôi không vậy đó. Wow. Rồi có ai có được kết quả gì tốt không? Ta suy thận với lại bây giờ bên ta uống cũng lên 2-3 người. Thấy vậy tôi cũng cho nước nhiều lắm, cho tới lớp sâm hiu, cho tới miwitat. Từ hồi tôi có nước này tới giờ tôi không có cạo gió, chứ không thôi là tôi cạo gió hoài, cách bữa hai bữa tôi cạo gió hoài. Wow. Mà cái máy của cô là cái máy đặc biệt, là cái máy commercial mà trong clinic hoặc là những cái phòng mạch của người ở bên Nhật người ta dùng cái máy này. Tôi mua máy lớn rằng tôi muốn giúp người. Yeah. Tôi thấy cái máy tốt nên ra tôi muốn giúp anh em chị em lối xóm.
với bà con ai có lại uống tôi cho uống không mà. Okay. Sự thật như vậy chứ tôi không có nói đặng cho quý vị có muốn mua thì có tiền thì cũng nên mua cái máy để trong nhà. Ồ dạ đúng rồi. Rồi, con cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Không có chi. Yeah, okay. Có sao mình nói vậy được. Dạ yeah, đúng vậy, dạ. Yeah. Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo đang đứng trước quý vị cũng như các bạn thấy đây một dọc nước uống nha. Ở đây có 7up nha, Sprite. Ở đây nước uống của tất cả các hiệu. Bên này có cái máy, bên này có cái máy. Ở dưới này có cà nha, rồi có ly, ô đủ thứ hết. Làm chuyện gì đây? Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Ai muốn sức khỏe mình tốt nên theo dõi cái video này và nghe chúng tôi trình bày. Con người ta có hai cái mà cần thiết trong đời sống hàng ngày phải bỏ vào trong miệng của mình, đó là thức ăn và thức uống. Ở đây tôi không nói về thức ăn, chỉ nói về thức uống. Nhưng cái thức uống này nó lại liên quan đến cả thức ăn trong vấn đề nấu nướng chẳng hạn, rửa ráy chẳng hạn. Ok, cái nước uống này như thế nào mà Việt Thảo phải dành thời gian nghiên cứu để giới thiệu và hướng dẫn các bạn để theo dõi. Để chi? Mục đích của Việt Thảo ngày hôm nay để cho mọi người có đời sống tốt đẹp hơn. Cái đời sống tốt đẹp hơn đó nó liên quan đến cái sức khỏe của mình. Mà cái sức khỏe của mình nó có được hay không là liên quan tới cái nguồn nước uống. Nếu nói nước uống trên thế giới này, tất cả các nước Âu Châu tiên tiến, kể cả nước Mỹ nha, Canada, nước chúng ta có thể uống nước ngay từ trong cái máy nước đưa ra, từ sinh nha, từ cái nước rửa mặt nha, chúng ta đều uống được hết. Đều đã được khử trùng sạch và đúng tiêu chuẩn để uống được. Nó gọi là tap water. Như vậy thì tại sao có nhiều người, người ta chỉ dùng cái tap water, cái nước máy đó để nấu nướng mà người ta không uống? Người ta phải qua cái bình lọc. Có người người ta không uống nước lọc luôn, người ta đi ra ngoài kia mua nước về uống. Thực ra nó cũng là nước lọc từ cái máy lọc lớn. Trong những cái chai, có người mua nước vô chai sẵn, chai lớn, chai nhỏ, cái tiền tốn rất nhiều. Mỗi một chai, và có người đi ra phi trường nha, uống một chai nước tốn 2 đồng, 3 đồng vẫn phải mua uống. Vào trong hotel, mình có thể uống nước từ cái nguồn nước máy đưa ra mà. Nhưng không, mua một chai nước ở hotel có thể 1 đồng, 2 đồng vẫn mua uống. Để chi? Mình muốn uống nước trong sạch để cho cơ thể mình không bị những hóa chất hay những cái làm độc hại tới cơ thể. Như vậy thì cái nước mà Việt Thảo giới thiệu ngày hôm nay đến với tất cả mọi người là nước gì? Tôi nói nghe, nó gọi là Kangen Water. Cái chữ này ngày hôm nay tôi mới biết. Trước đây tôi chỉ nghe nói loáng thoáng, không biết nói luôn. Bữa nay mới biết Kangen Water. Kangen Water là nước Kangen. Nước Kangen từ đâu mà ra? Thì hôm nay tôi muốn mời ba người có cái quan hệ mật thiết với Kangen Water để giải đáp, để nói chuyện với chúng ta, để mọi người biết thêm về cái loại nước này, coi có cần thiết trong đời sống mình hay không. Nhưng đối với Đức Thảo, tôi nói trước cho quý vị biết là rất cần thiết. Cho nên quý vị nên nghe và nên theo dõi. Người thứ nhất giới thiệu đây là anh Tân. Anh Tân chào là anh. Nhà phân phối cái Kangen Water, những cái máy nhé. Giới thiệu ở đây là anh Đăng. Chào anh Đăng là dược sĩ nha. Anh sẽ cho chúng ta những kiến thức khoa học và cái sự hiểu biết của anh về cái Kangen Water như thế nào.
Và đây người thứ ba bên cạnh là anh Peter, Peter Hà. Anh Peter Hà là nhà phân phối cái máy Canyon Water. Rồi, địa chỉ chúng ta sẽ có, email sẽ có, điện thoại sẽ có. Có để làm gì? Để gọi liên lạc mình mua, mình tìm hiểu, hỏi những câu hỏi cần thiết. Bây giờ có cần chưa? Chưa, chút có nha, sẽ có. Ngay bây giờ lập tức Việt Thảo cho mọi người biết, tôi hoàn toàn không biết về Kangen Water. Tôi hoàn toàn không biết những chai nước này nó cái hợp chất, hóa chất hay tinh khiết như nào, hoàn toàn không biết. Cái đó anh xác nhận không? Anh Trần xác nhận. Tôi hoàn toàn chưa biết, đồng ý không? Dạ, anh biết à, ngày hôm nay. Cho nên tôi sẽ thắc mắc và hỏi tất cả những cái gì tôi muốn tìm hiểu. Có thể đó là những câu hỏi của các bạn. Những người nào đã biết cái Kangen Water rồi, không cần thiết phải nghe. Hay là mình chưa mua, mình chưa có sử dụng, thì cũng nên nghe để coi có thay đổi được không. Cái suy nghĩ, cái quan niệm mình về nước uống. Còn các bạn nào chưa biết, tôi đề nghị nên nghe nghe. Vì nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cả một đời sống của con người. Ok. Bây giờ bắt đầu từ cái chỗ nào đây? Anh Tân là nhà phân phối. Anh có thể trình bày sơ nét về vấn đề cái Kangen Water hay tại sao mọi người phải dùng đó. Dạ, xin chào anh Thảo. Cảm ơn anh Việt Thảo nhiều. Thì Tân xin giới thiệu về cái máy Kangen Water này. Là máy này làm tại Nhật Bản 100%. Đó, đã có trên thị trường là 42 năm. Và đồng thời là xài ở bên Nhật là trên 40 năm như vậy. Thì đến năm 2003 thì sản phẩm này được đưa ra trên toàn cầu. Và vào nước Mỹ và trên toàn cầu. Như vậy thì máy này đã có lâu? Có lâu, 42 năm, chính xác là 42 năm rồi. Wow! Yeah. Như vậy 42 năm qua cái máy này nó bị cũ không? Thật sự ra không có bị cũ. Tới những cái máy mà khi mà công ty sản xuất mấy chục năm tới bây giờ vẫn upgrade lên, vẫn xài, người ta mình vẫn có. Đây là cái máy này là cái máy nhỏ nhất. Dạ, yeah, máy nhỏ nhất. Còn cái máy này là cái máy chưa lớn nhất luôn. Chưa lớn nhất mà đời mới nhất. Mình có bao nhiêu đời của nó rồi? Tổng cộng là 8 cái. 8 đời, yeah. 8 cái. Cái này cái thứ 7. Dạ. Còn cái thứ 8 là commercial, dạ, là để cho trong nhà hàng đó. Bởi vì nhiều khi người ta nói ô chai nhà hàng thức ăn đây ngon, nhiều khi do nó nấu bằng cái Kangen Water. Đúng rồi. Mình không biết, dạ, phải không ạ? Dạ. Mình nấu bằng cái nước tap water đó, có khi cái chất chlor, chất khử trùng, nó làm cho cái mùi vị nó có cái mùi, thành ra cái thức ăn không tinh khiết bằng cái Kangen Water. Rồi, bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, dạ, anh cho một cái kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Dạ, đầu tiên thì trả lời câu hỏi của anh thì chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là return to origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Như anh Việt Thảo cũng biết là lúc mà trái đất của mình mà lúc mà hình thành á thì những nguồn nước rất là trong sạch, tinh khiết. Và hiện tại bây giờ cũng có nguồn nước suối rất là nổi tiếng trên thế giới mà những người dân địa phương khi mà họ đem những nước suối về họ uống thì họ thấy sức khỏe hồi phục lại rất là nhanh. Thì chính vì thế những người khoa học gia của bên Nhật á, cách đây 50 năm, hơn 50 năm về trước, họ đã tới những cái nguồn nước suối đó, họ coi nước suối đó có cái gì đặc biệt mà tại sao những người dân local họ uống, họ lại bình phục sức khỏe lại nhanh như thế. Thì họ thấy nước suối đó có những cái đặc tính rất là đặc biệt, và đó là ba đặc tính mà trên cái hình vẽ trong đây cho mình thấy được. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Là khi mình uống những nước này, nó sẽ giúp cho mình có cái nguồn năng lượng tốt hơn và làm giảm đi sự lão hóa trong cơ thể của mình. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4 đến 6 lần so với những cụm phân tử nước thường thấy trong nước chai hay trong những cái máy lọc khác. Ý Đăng muốn nói là cái phân tử nước là H2O đúng không? Dạ. Rồi, nó nhiều cái phân tử nước kết hợp lại thành tạo thành nước. Ok. Chính xác. Nước như một cục như thế này. Dạ. Nó gọi là cluster. Đến chính xác. Dạ. Cluster không? Dạ. Dạ. Thì cái cục này muốn thẩm thấu vô cái cell của người ta đó, nó rất là khó. Nhưng mà cái Kangen Water là cái nước mà nó phân giải ra nó nhỏ lại cho nên thẩm thấu dễ hơn. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Okay. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Có nghĩa là okay, nồng độ pH á, từ 8.5 đến 9.5. Lý do tại sao mình phải uống nước kiềm cao, tại vì 80% đồ ăn thức uống của mình đã chuyển tải thành những chất axit dư thừa rồi. Okay. Nếu mà nó tồn đọng lâu ngày như thế và từ đó sẽ gây ra bệnh tật, đặc biệt là những tế bào ung thư là những tế bào axit rất thích sống trong môi trường có chất axit cao. Chính okay, vì thế mà tại sao bây giờ có nhiều người uống nước Kangen này để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh ung thư rất là hiệu quả. Cái độ pH bảo hòa là 7 phải không?
Độ pH của máu của mình là 7.4, okay, nghiêng về độ kiềm một tí. Nhưng mà nếu độ pH của máu mình rớt xuống dưới 7 chấm thì cơ thể của mình rất có nguy cơ bị bệnh rất là cao. Cái anh Peter là một hệ phân phối. Cái đầu tiên giờ đến phút này đó nha, mọi người chưa biết còn đang nghi vấn gì lắm, nghe thì nó hấp dẫn lắm nha. Bây giờ máy này bán bao nhiêu, máy này máu bao nhiêu, mua máy nào cần xài. Rồi bây giờ nếu bây giờ người ta nói nghe nữa đó thì người ta nói nghe hoài tôi muốn thực tế à, tôi muốn mua cái máy thì bao nhiêu, à bây giờ thử nha, nếu cái máy này thì bao nhiêu tiền? Cái máy này là giá chính là 1480 đồng. 1480 đồng vừa nghe nói là lập tức tắt máy cái bụp liền, không thèm mua luôn. Tại sao phải mua 1400 mấy chục đồng chứ vậy? Phải không nè? Rồi, cái máy này bao nhiêu? Cái máy này là cái máy thấp nhất ở trong gia đình xài, với cái giá là 4980 đồng. Thấy không? Nghe nói 5000, forget it, không mua. Nếu tôi nha, tôi sẽ không mua mấy cái máy này nữa. Thà tôi uống nước lạnh, thà tôi đưa mua nước trong chai, về tôi uống sướng hơn. Tôi tin như cái máy để nhà vào tốn điện, hao điện, rồi nước chạy ra. Nhưng mà cái máy này làm ra được bao nhiêu nước nha? Mỗi ngày khoảng 120 cái lông nữa. 120 cái lông sao uống hết? Cho nên muốn tặng cho ai cũng được á anh. Úi chà, gia đình nha, 120 cái lông nước đem tắm còn được, đừng chi uống. Nấu ăn nha, uống được. Rồi, cái máy này đó xài được bao lâu? Cái máy này sản xuất mới nhất của công ty Energic của năm 2016. Thì cái máy này được công ty gọi là sell life của nó là 35 năm và manufacture warranty là 5 năm. Anh nói là warranty bao lâu? Warranty là 5 năm, manufacture warranty for cái gì hư hao trong vòng 5 năm. Rồi. Nhưng mà cái sell life của cái máy này nó có thể dùng tới 35 năm. 35 năm, dùng 35 năm. 35 năm. Ok, anh nói là 4980 mà chia cho 35 năm. 3 chia cho 35 năm. Nó chạy ra một năm có 142 đồng 28. Một năm trời chúng ta tốn cho cái máy này đó là 142 đồng 28. Một năm thì nó có 365 ngày nha, chia luôn cho 365 ngày. Như vậy một ngày đó mình tốn có 38 sen chính, tức là 39 sen. Cái tiền mua cái máy này tính ra mỗi một ngày đó tốn có 39 sen. Mà mình có 120 gallon nước để uống, mà nó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Trời đất ơi, mình mua một chai nước bình thường cũng 50 cent rồi. Mà cái máy nữa ra 120 gallon nước mà nước tinh khiết còn tốt hơn nước trong chai này nữa, thì tại sao mình không xài? Cái máy này nó quay bắt bỏ 5000 mua liền đâu, trả góp được không? Có được quyền trả góp. Trả góp tháng cho 6 tháng, cho 10 tháng, có và cho 16 tháng. Rồi tính trung bình cái bill trả nhiêu? Trung bình mỗi cái bill chẳng hạn như là cho 16 tháng thì đau trước là 660 đồng và tiền cước phí là 23 đồng, tiền thế thì theo của mỗi tiểu bang, và đồng thời cái tiền nữa là tiền lệ phí là 160 đồng. Tổng cộng khoảng bao nhiêu? 160 đồng, tổng cộng là khoảng 1141 đồng. Là mỗi tháng hả? Là đau thì mình, còn mỗi tháng sẽ trả là 270 đồng. Ồ, sự quá rẻ luôn. Bây giờ là mình xài luôn 35 năm, nhiều xin lỗi nha, nói cái này nói hơi vô duyên chút mà thiệt luôn á. Có khi mình chết rồi cái máy vẫn còn. Để cho con cái xài. Cả cuộc đời luôn. Nè nghe, tôi tính là nghe tiền máy có 38 sen, 39 sen ngày à. Quá rẻ luôn. Mình có giống như mình ly cái máy đi. Mình trả nó có 30, tính ra có ba mấy sen một ngày mà mình uống nước thoải mái luôn. Rồi, bây giờ như thế này. Đừng nói chi cái máy nhỏ này có ngàn mấy. Ui trời, tính ra nó còn rẻ hơn. Rẻ, nhưng có một điều em phải nói rõ. Tại sao có cái máy nhỏ, tại sao có cái máy lớn? Còn các nhà hàng nha, chơi cái máy commercial luôn, cái máy commercial là ra bao nhiêu nước? Là trên cái máy này 1000 và mỗi ngày là làm ra được 300 gallon nước. Đó, 300 gallon nước tha hồ nguyên, bán phở bán gì là nấu đã đời luôn đó. Ba cái nồi phở lớn là nấu muốn chết không hết. Rồi, đương nhiên cái máy nhỏ hơn thì tôi biết chắc chắn rằng cái đồ lọc nó phê hết. Yes. Cho nên cái đời mới hơn, đồ lọc nó tối tân hơn, cho nên tới cái này. Nếu cái máy này ngàn mấy cũng được, xài được rồi. Cũng tốt lắm. Nếu nha, gia đình mình á kẹt lắm, kinh tế nó không khá, mua máy này xài cũng được. Mà đã mua máy này được thì mua máy này, trời ơi, có 39 sen ngày, có phải không? Bây giờ đi vào cụ thể nha, mọi người nếu mà chán rồi đó thì thôi đừng coi tiếp. Còn muốn tìm hiểu coi tại sao cái Kangen Water mà ngay cả tôi biết nha, ông Donald Trump cũng uống luôn, đúng không? Còn ai nữa, có ai uống nữa? Bill Gates uống luôn, còn ai nữa? Tổng thống Obama. Bây giờ tôi mới chọc ghẹo, tôi nói chơi nhà mấy ông đó uống Kangen Water mà đắc cử tổng thống đó. Ok. Không, tại sao người ta lại uống Kangen Water, nó có mấy mươi năm nay mà mình bây giờ có trễ không? Quá trễ rồi. Nhưng mà nó chưa muộn.
trễ nhưng mà mình vẫn còn có thể sử dụng nguồn sạch được, nước sạch được. Sau buổi nói chuyện hôm nay chắc chắn là tôi xách một cái máy về trước cái đã. Ừ. Là tại sao? Tôi không nghĩ cho tôi thì tôi nghĩ cho vợ tôi và con tôi. Nha, ở trong gia đình. Tại sao ở nhà nghe tôi mua cái bình nước bự nè, nó lọc. Rồi cái gắn hoài không được rồi bỏ nằm y đó. Tôi thấy nó lọc, ống ống dữ lắm luôn. Còn nữa, trong cái refrigerator, cái tủ lạnh nhà tôi đó, một cái filter $50 mà gắn vô ra nước uống nó lạc lẽo nó làm sao á. Ừ, thì cũng rồi. Là cái filter của tủ lạnh nhưng mà $50 mà xài trong vòng 5 tháng thai. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ thử uống nước Kangen Water nó như thế nào. Bây giờ làm sao cho tôi uống thử cái nước. Đây, đây là cái máy. Rồi. Em lấy ra đây. Lấy nước trong tap water. Okay. No. Nó chạy vô cái máy từ cái tháp nó chạy vô máy. Ok. Đặc biệt là khi cái nước thải ra là mình cho ra đây được. Giữ lại để mình xài được lại. Mình xài lại chuyện khác. Sao thông bia quá vậy? Không có mùi vậy nha. Đương nhiên, nó trong suốt. Cái bọt chút. Nếu mà nói ngọt ngay là xạo. Không có ngọt ngay được. Ngọt ngay là chỉ để đường đúng thôi rồi. Nha. Đúng rồi. Nó bình thường. Nó bình thường như nước thường. Nó hơi khác chút xíu á. Hơi khác chút xíu. Nó không phải chát. Hơi khác chút xíu. Nhưng mà nó ngọt ngào, nó bình thường, không có gì hết. Có thể là chúng ta uống nước thường quen rồi. Nó có clo trong đó, nó có thuốc khử trùng trong đó. Cho nên cái nước nó hoàn toàn khác nước này. Đúng rồi. Nước này nó tinh khiết quá. Nha. Bây giờ đó có khi đó chúng ta đứng gần một cái người thợ sửa máy đi. Hay là một cái người phu khuôn giác. Họ đổ mồ hôi, họ dơ là tại vì họ làm việc mình đứng gần. Mình nghe cái mùi. Quen rồi. Bà vợ tôi ngày nghe cái mùi đó hoài à. Mà không có cái mùi đó cái thấy nó kỳ. Mới nhớ. Nha. Rồi cái tự nhiên đứng gần anh cha này, ủa sao thơm quá, nó khác. Không giống cái mùi kia. Nó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà đây là nước này tôi bảo đảm là tinh khiết hơn. Tinh khiết hơn. À, tôi hỏi cái điều này. Nếu nước này bây giờ mình lấy ra rồi đó, mình có thể để dành ngày này ngày kia được không? Dạ, cái này để được trong cái, thí dụ mình để trong tủ lạnh á, được khoảng 4 ngày. Ok. Dạ, nó vẫn còn cái alkali rồi ORP. Nếu để lâu thì nó sẽ... Nó trở về neutral lại. Sí. Như vậy thì tại sao mà mình để 4 ngày chứ mình có cái máy mình lấy lúc nào mình lúc đó cái máy. Xin lỗi nha, cạn nha. Chăm. Tôi dám uống thì các bạn dám uống. Mà thực sự 40 năm qua rồi, người Nhật và cả thế giới nha. Kể cả những cái người mà người ta có tài chánh nhiều cũng có. Những người không có tài chánh người ta vẫn uống được mà. Rồi, bây giờ nhờ bên anh Đăng là dược sĩ, nhờ bên anh Tân, nhà phân phối, kể cả anh Peter, cho mọi người thấy được cái Kangen Water nó độc đáo hơn những cái loại nước khác như thế nào. Những cái chai nước này tôi đều uống qua hết nè. Đây là Fiji, nổi tiếng. Nổi tiếng luôn. Smart. Mặc thế bà luôn, cái chai này vô trong khách sạn nó để chai nước này $6. Đúng vậy. Ok, Smart Water. Gái tôi mỗi lần mua đó là cũng ở ngoài mà phi trường ngang chai này là 2,5 nè. Chai nước này ngoài phi trường, ở trong khách sạn đó, để trong cái tủ mà kéo có bục ra, vending machine, bỏ tiền vô đô la nha, thảy ra. Ngoài phi trường cũng là 2 đồng nha, 2,5 như vậy. Rồi, ôi trời, cái này quen quá, Sprite nè. Để nước đá vũ ngàn ngọt đã luôn. Rồi, anh em để những chai nước này để làm gì? Bây giờ là hôm nay chọn những cái chai nước mà trên thị trường mà bán chạy và nổi tiếng như vậy đó. Tân làm cái test về cái đặc điểm của Kangen và những cái nước này có thể nó khác biệt như thế nào. Rồi. Dạ, bây giờ. Rồi quý vị coi nha. Chúng ta đã từng uống qua các loại nước này. Ô, tại sao mình không làm thử nghiệm với tap water, tức là nước. Có, em có hứng. Cái này là tap water, là cái nước lấy từ động máy lọc ra máy ra. Rồi, ok. Rồi, thử nghiệm sao? Rồi, bây giờ em với... Peter, em. Cái này muốn đựng xì nghiêng 45 độ. Rồi. Bây giờ mở nắp hết phải không? Dạ, mở nắp ra hết. Chuyện nhỏ. Và em đồng thời đổ hứng cái nước. Uống liền không? Uống được, anh muốn uống không? Và đồng thời em hứng cái nước 9.5 ở trong máy anh Việt Thảo. Bỏ nắp ra luôn không? Thôi bây giờ mình chỉ đổ qua đây thôi anh Việt Thảo cho người ta thấy. Đây là nước... Khoan, 7-Up ở đây. Đấy. Bây giờ cái này là... đầy quá. Không sao, không sao. Cái này A coffee nè. Đổ lên. Nhiều ít. Một phần tư thôi anh. Hả? Được chưa? Rồi được rồi đó. Cái này là của chai này. Ok. Cái này là nha. Dạ. Cái này là Bassani hả? Đây là 9.5.
từ từ cái nào ra cái đó nha. Đây rồi, cái này smart water, mấy này học sinh khoái lắm. Còn mấy cái chai này để hù người ta này trong khách sạn mất tiền thấy bà luôn. Ốp à, thiếu một cái hả? Không sao, một hai ba bốn năm, cho em cái thiếu là tháp quá rồi. Tháp rồi, tháp quá rồi, ok. Còn bên kia là Kangen Water. Kangen. Ok. Rồi đẩy cái tháp qua tờ vô. Như vậy các bạn nhìn thấy rất rõ nha. Ở đây là những cái ly nước theo thứ tự. Ở cái ly nước từ đây qua đó là của 7up nha. Của nước này, của nước từng hiệu. Và ở đây là cái ly này là của Tap Water. Và ở đây là cái nước của Kangen. Kangen Water. Ok. Rồi. Thì trước tiên là em lấy cái, em có cái máy OIP meter. Ok. Yeah. Okay. Cái này là Oxidation Reduction Potential. Đang giải thích thêm cái... Có nghĩa là cái máy này nó đo được cái nước của mình có khả năng chống oxy hóa hay không. Okay. Nếu mà nó ra càng dương á, thì càng xấu. Mà nếu mà cái nút ra mà dấu trừ á, thì càng tốt cho sức khỏe của mình. Có một điều khi nó chống oxy hóa là sao? Giống như anh nhớ là cái táo mà anh cắt, anh để ngoài trời á, thì để khoảng nửa tiếng sau nó bị biến thành màu nâu. Nó là oxy hóa đó. Ở Việt Nam là oxy hóa. Là quá trình reset á. Tại vì trong không khí của mình cũng như trong cuộc sống của mình, mỗi ngày mình tiếp xúc rất là nhiều thành phần phân tử gốc tự do, từ không khí bị ô nhiễm môi trường, hay là khi cơ thể mình bị stress quá, áp lực quá, nó cũng tạo ra rất là nhiều phân tử gốc tự do. Hay là những người uống thuốc tây hay đang bị bệnh tật cũng bị vấn đề đó. Mà nói nhiều quá khó hiểu lắm. Nói đại khái là cái trái táo đúng không? Dạ, từ nửa giờ mà trái táo nè, cắt cái trái táo ra là mình phải ăn liền, không nên để hồi nha, nó nám đen là hết, đúng dạ, không? Đúng chính xác. Rồi dạ. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa nè? Nhiều lắm, nhiều. Ngay cả củ khoai cũng vậy, đúng vậy. Hay là rau cũng vậy, để hồi nó sậm xịt lên. Hay là hàng rào sắt mà trời mưa trời gió nó cũng reset, là một quá trình reset. Quá trình reset. Đừng nói chi hàng rào, mình nè à, đứng cả ngày mình cũng xét luôn đó. Okay. Ok. Rồi. Thì em dùng cái máy này, em đo từng loại nước nha. Ok, hiện giờ trong không khí đó là 755 em, 755, 756 dao động trong khoảng đó. Ok, bây giờ bắt đầu thí nghiệm. Mình sẽ cắm cái đồ đo này vào trong. Đầu tiên là theo thứ tự nha, nước 7up nè, rồi nước của các loại này để mình coi nó như thế nào. Bây giờ là khoảng 733 nha, cắm nè. Ok, cái này là 715 nè, 714, 715 nhé. Rồi, bây giờ qua coi cái nước. Cái nước kế bên là bao nhiêu? Ok. Wow, cái này xuống còn 675, 674, khoảng 674, 675. Alright. Rồi, 670. Coi cái này là bao nhiêu, cái nước của này. 660, 658, 656, 655, khoảng đó, 655, 56, 57 vậy đó. Ok. Là nó càng ngày càng xuống phải không? Ô, như vậy là nước thấp hơn là tốt hơn phải không? Đúng. Nước này tốt hơn. Bây giờ cái nước này chắc tốt hơn nè. Smart giờ, water, smart water. Rồi, nó sẽ smart water là bao nhiêu? 646, 645, 644, 643, 642, 641. Ok, khoảng 640 yeah, nhé. Mắc hơn mà nó cũng tương tự nhau. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ mình qua tới cái nước mà Fuji nè. Ok. Ồ, 629, 26, 25, 24, 23, xuống lẻ chứ vậy? 621, 618, khoảng đó. 15, 16, 17, 18. Ok. Rồi, bây giờ qua cái tap water là cái nước mà trong máy nước ra nha. Của Fountain Valley. Ok, của Fountain Valley. Ủa cha, tốt cái nước uống nữa hả? 615, 614. Ủa cha, ngộ quá. Tức là cái nước, cái tap water là nước của Fountain Valley. Nó lại còn tốt hơn là nước ở mặt trong tiền. Cái chai bán nữa. Mà trong cái tiền lại bán tốn tiền vậy, tại sao mình không uống nước nha? Uống nước trong nhà chứ, tại sao mua chi cho nó mắc vậy? Rồi, bây giờ qua Kangen Water. Hả? What, nó xuống quá trời luôn nè. Ủa sao kỳ vậy, nó chạy quá trời luôn. Xuống tới đâu rồi, ngừng chưa? Ủa cha, trừ 564 rồi, nó tiếp tục xuống nữa nè. Ủa sao kỳ vậy, gì kỳ? Ủa, uống này có bị lạnh không vậy? Nó xuống quá trời, 600 mấy. Ủa cha, còn tiếp tục xuống nữa, 689 rồi. Phải không, là còn tiếp tục xuống nữa nè. Ủa cha, 709 rồi. 706, 709. Còn tiếp tục xuống không? Ủa cha, tiếp tục xuống 717, 718, 719, 720, tiếp tục xuống nữa. Ủa tại sao vậy, xuống tới chừng nào mới ngừng lận? Chưa biết. Hết rồi. Hết rồi. 727, 727 trừ 727. Không thể tin được, không thể tin được. Như vậy thì... Rồi anh bỏ lại cái nữa, anh biết đó là liền.
Bây giờ bỏ lại trong soda. Soda, 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 soda. Ôi cha, cộng lên liền 237, 242, 250, 200. Ôi cha, từ từ chạy lên quá trời luôn nè. Thấy chưa? Wow, chạy lên thấy không? Qua là Kangen đấy. Rồi nha, bây giờ nó chạy lên tới 293 nha. Bây giờ trở lại Kangen nha. Kangen, Kangen ngủ quá trời. Ủa cha nó chạy xuống luôn. Ngộ quá. Ok, trừ 710. Yeah. Như vậy thì cái độ cộng là cho thấy cái sự lão quá, oxy quá. Oxy quá. Còn trừ đó là nó không bị oxy quá. Như vậy thì bây giờ cái nước Kangen này để ngoài nó đâu có bị oxy quá phải không? Dạ. Để lâu sẽ bị, để lâu sẽ bị. Để lâu sẽ bị oxy quá, nó trở lại trạng thái nước ban đầu. Nhưng mà có một điều tôi lấy làm lạ, cảm ơn ta. Tôi lấy làm lạ vô cùng luôn. Tôi nói thiệt đó nha. Ngày hôm nay tôi thấy một điều. Cái chai nước 6 đồng ở trong hotel này, chai nước 2 đồng, 1 đồng rưỡi gì đây nè. Tại sao mình uống trong khi cái nước của Fountain Valley, cái nước của Fountain Valley, cái nước tap water này đó, thì nó lại bị ít oxy quá hơn là mấy cái nước này. Vậy thì tại sao nhà mình đổ nước bạn trong chai mình đem đi, rồi vô phi trường thì nó kẹt thôi. Nhưng mà mình có, như vậy là rõ ràng mình có thể uống nước ở nhà thoải mái luôn, không cần phải nước, mua nước trong chai, thấy không nào? Nhưng cái Kangen water thì nó trừ 700 mấy, điều đó rằng cái nước Kangen water này tốt gấp bao nhiêu trăm lần so với cái nước mà ở nhà này. Ôi cha, bây giờ mới anh thấy Thảo ơi, thực sự ra mấy cái này á, mấy cái chai mấy bình này nè, phải mất tới 6 tháng đến 9 tháng tới mới người tiêu dùng, cho nên nó dễ bị oxy hóa lắm. Mà những cái vỏ chai làm bằng cái plastic này có thể là tiết ra những cái hóa chất trong đây, đúng không? Vậy là mình bỏ ngoài trời nắng, trời gió, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất plastic nó chảy ra, cho nên nó rất là độc hại. Đó, nói lý do tại sao mình đo tại sao nó cứ ngày ngày nó tăng lên. Cái này, đó. Cái này đây là cái cần mọi người cần biết nè. À, khi mà uống nước chai đó, làm ơn nha. Nếu mình đi trong xe uống rồi, khi vô nhà nhớ xách chai nước theo. Đừng để ngoài xe, trời nóng nha. Rồi cái plastic này thấy nó vậy đó, nó không có chảy, nhưng mà nó tiết ra cái chất plastic này có thể bệnh ung thư nha. Cho nên nếu quý vị nào uống nước chai, sẵn đây nói luôn, thì khi đi vào nhà nhớ xách vào, đi ra thì mang ra. Còn nếu mà thấy còn dư chút đỉnh không uống hết được á, thì đổ bỏ, thảo đổ bỏ để tưới cây nha. Chứ đừng có giữ trong chai lâu ngày. Và đặc biệt là nước mua ở nhà đừng bao giờ dự trữ lọc. Nếu mà chúng ta cảm thấy một thời gian ngắn mà cần dự trữ, nên dùng cái nước đó đi, đem đi nấu ăn hay là gì đó. Còn mình mua cái nước mới để dự trữ, giống như đề phòng động đất chẳng hạn. Còn trong khi cái Kangen water mình đâu có cần dự trữ gì đâu, phải không? Một ngày bỏ ra có chừng 50 gallon để dành trữ, ngày mai xài cũng được, còn thôi mình làm cái nước khác, chuyện nhỏ mà. Rồi bây giờ còn cái gì để mình cho mọi người thấy nó tốt hơn những cái loại nước kia là mình đã thấy rồi. Bây giờ thử nghiệm gì nữa? Có một điều trước khi tiếp tục, có ai còn hứng thú theo dõi không? Tới giờ này còn phải không ạ? Chính Diệp Thảo cũng không ngờ rằng tất cả những cái nước mà quá trời mắc tiền này lại chẳng có tốt bằng cái nước Fountain Valley của chúng tôi. À, đây là cái nước máy nha. Và đặc biệt cái Kangen nó tốt cái cỡ nào. Rồi, sự có khó xài lắm không? Rất là dễ anh. Cái khách sạn sao dễ, cắm điện sao? Dạ, cắm điện vô rồi. Cắm điện thẳng vô cái tap water rồi. Mà lỡ nhà không có điện sao? Phải có điện. Ok. Ở Mỹ nha. Ok. Giờ này quay chút xíu nha. Rồi, đây bây là cái máy. Đây là gắn vô. Ô, mình phải mua cái đầu này để gắn phải không? Cái này là custom thôi anh, còn không có mình gắn thẳng vô chỗ cái faucet rửa chén thôi. Rồi. Dạ. Lý do tại sao có nước thải ra? Nước thải ra là khi á mà mình nước nó lọc á thì nó ra những cái hóa chất và những cái acid thì nó ra bằng cái vòi này, nó giữ cái nước tinh khiết trở lại. Nó vào đây nó tách ra, nó trong đây nó có 7 miếng điện giải bằng cái dĩa điện giải, nó tách cái nước ra làm ra alkali. Rồi bây giờ nó có bao nhiêu loại nước? Tổng cộng 7 loại anh, tức là cái máy này làm được 7 loại nước. Kangen water 8.5. Yeah. 8.5 là sao? 8.5 là cái pH của nó là 8.5. Ok, về dược sĩ nè, Đăng nè, có thể giải thích về vấn đề 7 cái level nước của cái Kangen water, cái máy này làm như thế nào? Để đầu tiên khi trả lời câu hỏi của anh thì để nói quý vị biết là cái máy nước này không phải là máy lọc nước bình thường, mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Không những thế mà đã có hơn 300 bệnh viện ở bên Nhật đã đưa máy nước Kangen này vào trong bệnh viện để giúp cho việc hồi phục bệnh nhân và giúp cho bệnh nhân phòng ngừa sức bệnh tật.
tốt hơn. Thì đầu tiên nước gắn thẳng trong cái tap water sẽ qua cái pre-filter này. Cái pre-filter này sẽ lấy ra những tạp chất và hóa chất của nước, chẳng hạn như chất chlorine, thuốc tẩy nè, chất rỉ sét trong những cái ống nước ha, hay là những chất chì và những cái loại hóa chất khác. Sau đó, tuy nhiên nó vẫn giữ được cái khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể của mình, chẳng hạn như là chất canxi rất cần thiết cho xương, mà những cái nước chai không có được. Những nước chai này nó không có khoáng chất trong đó, anh, gọi là dead water. Và sau đó nó sẽ qua 7 cái tầng lọc bằng vàng trắng nha, vàng trắng 99%. Nó là platinum titanium. Là bạch kim trong đây. Thì nó sẽ giúp cho quá trình điện giải nhanh hơn và giúp cho cái máy sử dụng lâu hơn. Và cái kế tiếp nữa là nó chống lại cái sự mà nắm mô hay fingers mọc bên trong. Nhiều cái loại máy khác mình rất là sợ, nhiều lúc cái máy mà RO ở nhà anh cắt ra bên trong nó rất là dơ. Còn cái này nó rất là sạch nha. Tại vì cái máy này sẽ tự động clean luôn cho mình luôn. Mỗi lần mình xài bao nhiêu, 10 gallon gì đó, nó sẽ tự động clean cái máy cho mình. Thì quá trình, sau khi quá trình điện giải, cái máy nước này sẽ làm ra được 7 lò nước. Làm ra 7 lò nước nha anh. Làm ra 7 lò nước. Nước thứ nhất là nước có nồng độ pH 8.5. Hồi nãy anh hỏi em, nước 8.5 là gì, đúng không? Thì 80% đồ ăn thức uống của mình, khi mình ăn vào nó sẽ chuyển thải thành những chất axit dư thừa. Đó, lý do đó mình phải uống nước có gọi là nước alkaline, nước có độ kiềm, để nó trung hòa những chất axit dư thừa đó và nó đẩy độc tố trong cơ thể mình ra. Như vậy thì Kangen Water 8.5, Kangen nước Kangen 8.5 là dùng để uống. Dạ, 8.5, 9.0 và 9.5. Như vậy cái đầu tiên nha, 8.5 Kangen Water là nước để cho uống. Level thứ nhất. Rồi, level thứ hai là nước gì? 9.0. Nó tăng lên. Dạ. Thường thường mình bắt đầu mình uống 8.5 trước anh, để cơ thể mình quen dần, sau đó mình sẽ tăng lên mỗi tuần, cách một tuần sau mình tăng lên 9.0. Tại sao phải tăng lên? Tại vì có nhiều lúc mình uống cao quá, nó sẽ giúp, nó làm cho quá trình detox trong cơ thể mình rất là nhanh. Có trường hợp người ta uống nó bị sổ trong cơ thể mình ra. Phải đi từ từ. Coi như 8.5 uống bao lâu rồi mới được uống qua tới 9.5? Một tuần sau mình lên 9.0. Hay là từ từ cũng được phải không? Dạ, từ từ mình tăng lên cũng rồi, được. Rồi, ok. Mục đích của 9.5 là gì? Mục đích của 9.0 cũng như là mục đích của 8.5 là sẽ trung hòa những chất axit dư thừa trong cơ thể. Nhưng mà tại sao mình 8.5 được mắc mới rồi phải lên tới 9.5? Tại vì khi mà mình ăn nhiều thịt thà, nhiều khi mình lớn tuổi anh, hay là mình ăn thịt nhiều quá đó, là cái đó còn dư nhiều chất axit lắm. Mà lâu nay, mấy chục năm nay cơ thể mình nó bị đóng tụ rất là nhiều rồi, cho nên mình cần phải uống. Nói chung lúc đầu vô cho cơ thể quen dần 8.5 trước. 9.5, 9.5, mục đích của mình là phải uống lên tới 9.5. Rồi. Trừ khi những người nào mà ăn rau quả nhiều, ăn chay thì trường, không cần phải 9.5. Thì uống 9.5. Ok. Thì uống 8.5 cũng được. 8.5, 9.5 là coi như mực nước đầu tiên cho người ta quen. Cái level thứ 3. Level thứ 3 là 9.5. Tại sao? Để làm gì? 9.5 cũng là đẩy những cái chất axit dư thừa trong cơ thể của mình luôn. Mình phải uống nữa? Dạ, mình phải uống tới 9.5. Ủa như vậy không phải uống tới 9.5 là hết mà phải 9.5. 9.5. Dạ. Rồi bây giờ phải uống tới cỡ nào nữa? 9.5 là maximum ngừng. Là hết nha. Rồi bây giờ phải nói rất rõ nghe, hồi nãy tôi còn không biết nữa. Đầu tiên vô thử là 8.5 trước. Uống thời gian đi. Rồi mình tăng đâu nó lên tới 9.5. À, 9.5 được tới 9.5 là hết nha. Chứ đừng vô uống 9.5 liền giống như mà nó mau quá, không cần nha. Từ từ 8.5 trước, còn những người ăn rau cải uống 8.5 là đủ. Rồi, đó là level 3, level 4. Cái mực thứ tư. Mực thứ tư của cái nước là nước làm ra nồng độ pH 7.0. Là rất thích hợp cho những người uống thuốc tây hoặc là mình làm pha sữa cho em bé. Ủa tại sao pha sữa em bé mình uống pha 8.5? Dạ, tại vì em bé cơ thể nó có đủ cái độ kiềm rồi anh. Nó còn nhỏ đó, nó chưa có ăn thịt cá nhiều. Nói tới đây tôi mới nhớ một điều là hồi xưa khi mà nuôi con, nó muốn pha sữa cho con á, mình không có pha nước ở nhà nha. Mình ra ngoài tiệm mình mua nước pha sữa cho con nó riêng à. Đúng không? Dạ đúng. Như vậy là ở đây mình làm nước pha sữa cho con nít luôn. Mua cái máy này về, nếu nhà không có con thì mình bán nước thì được. Ok, level 5. Level 5 là nước beauty toner. Giống như không biết mấy chị em phụ nữ thường thường mua mấy chai toner trong những cái tiệm đó. Quan trọng rất là mắc tiền. Nhiều người ở nhà nghe cứ lấy nước cái tap water này đó rửa mặt, cái đó không trúng nha. Phải đi mua nước ở ngoài tiệm về để mà rửa mặt. Mấy đồng một chai à? Mắc lắm anh, có nhiều chai toner bán tới mười mấy hai chục đồng một chai. Cái này mình làm luôn nước để rửa mặt của quý bà nha. Còn gì? Trời ơi, tôi phải mang cái máy này về mình định. Rồi. Toner này rất là tốt cho da mặt của mình, làm cho da mặt mình săn chắc và làm nhỏ lỗ chân lông. Cái này anh tin.
Dòm cái mặt em là biết em đúng không? Đó, những cái chai này thường thường em xịt mỗi ngày nè. Cái chai hồi nãy đây nè. Đó, em bỏ trong cái chai nhỏ như thế này nè. Mỗi lần sao em bỏ vô được? Được, mình mở cái nước này ra thôi, mình bỏ trong chai này. Mỗi lần mà mình đi ra ngoài trời mà mặt mình buồn ngủ hay là mất nước gì đó, mình cứ xịt cái chai. Nhưng mà nước này uống được phải không? Nước uống được, không có sao hết. À, nhưng mà tại vì dùng để cho xịt ở ngoài cái mặt của mình, để cho da mặt mình đẹp. Yeah. Hồi đó cái mặt em sắc xấu quá phải không? Em xài cái này da mặt rất là sáng và nó làm cho săn cái mặt của mình. Hay quá. Rồi level 6, level 6. Nước kế tiếp là nước 2.5, là nước có tạo ra chất axit rất là cao để giết được những vi khuẩn. Chà, cái này thường hơi thường lạ. Anh nhớ là thường thường mình vết cắt vết thương mình dùng alcohol để sát trùng hoặc là dùng oxygene tức là H2O2 hydroperoxide để sát trùng, nhưng mà cái đó là bị rác. Thường thường nếu mà nó sôi bọt, nó sủi bọt có trường hợp mình bị rác nữa. Còn nước này có khả năng diệt trùng được 99%. Đó. Như vậy ở nhà lỡ đứt tay đứt chân là lấy cái nước, dùng cái nước này để rửa, nó sẽ giúp cho cầm máu và không có bị nhiễm, phòng ngừa được sự nhiễm trùng. Đó. Hơi lạ nha. Rồi còn level nào nữa? Không bị rác nữa, cái đó mới hay. Nữa. Dạ. Khi mình sử dụng nước 2.5 này thì cái vòi nó sẽ nằm bên vòi dưới và cái vòi trên sẽ nước là 11.5. 11.5 này có khả năng là lấy những cái hóa chất trong gạo. Trong những cái rau quả hay thịt cá của mình đem để rửa rau. Dạ, đem rửa rau. Tại vì có nhiều loại rau hay là những cái loại trái cây á, nó dùng loại phân bón mang tính chất dầu. Giống như anh biết những cái nông trại mà trồng strawberry, trồng dâu hay là trồng cà chua đó, họ phải phun những cái loại pesticide mà mang tính chất dầu. Em có thể chứng minh liền được không? Được, chứng minh liền cho anh. Đem chứng minh liền. Nói các bạn nha. Như vậy nha. Bây giờ nó rõ ràng, từ giờ mình biết là nước nó có nhiều cái level khác nhau. Một cái máy mình có thể làm ra nhiều nhiều cái level, và mỗi một level áp dụng để uống nè, để rửa mặt nè, để pha sữa cho em bé nè, để clean vết thương nè, để rửa rau cải trái cây hay là làm cho sạch sẽ đều được hết. Bây giờ phải chứng minh cho mọi người thấy nè, ở đây tôi thấy có trái cà đúng không? Dạ, yeah, trái cà. Trái cà làm sao? Cà bây giờ Tân mở ra, Tân sẽ rửa bằng cái nước. Bây giờ khoan, rửa nè, cái trái cà này vẫn ăn được. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Xin lỗi. Cái trái cà này đó, mặc dầu từ farm đưa vô nhưng nó phải rửa sạch sẽ. Có nhiều người nói rằng ô cà mua về đó mình phải rửa lại nha, nó dơ. Không có. Nếu cà này dơ đó, nó bỏ vô hộp này là nó phạm cái tiêu chuẩn vệ sinh. Và cái trái cà sẽ mau hư lắm. Cho nên trái cà muốn giữ được lâu ngày và trong sạch tươi tốt đó là nó phải sạch sẽ. Trái cà này ăn liền được mà. Đúng không mà? Rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình rửa thì nó được cái gì? Tại sao phải rửa? Tại vì trong anh ăn như vậy, nhưng mà anh biết là lúc mà anh có nói một cái câu là nếu mà không sạch sẽ thì nó bị hư, đúng không? Thì nó có hóa chất nó giữ trong đây. Á má ơi, tôi nói vô rồi. Anh biết không? Thì đó, mình tại sao mình phải rửa? Thường thường ở nông trại khi mà trồng cà đó, họ phải dùng cái loại phân bón. Mà phân bón này nó bám rất là chặt. Cái gì vậy? Phân bón chất dầu đó anh, nãy giờ anh biết. Mà thường thường nước thường rửa không có ra được cái này. Đó, bây giờ em sẽ rửa bằng nước. Hèn chứ cái trái cà nhìn bóng lưỡng hả? Với lại bỏ nhẹ da. Tôi chắc là tự do wax lên nữa. Chất wax. Chất wax và những cái loại pesticide mà nó chất dầu. Xong rồi ăn anh. Đừng ăn bây giờ anh, nó vẫn còn những cái chất chemical đó. Thế nè, tôi nói thiệt hồi đó vợ nha. Mua về lặng liền luôn. Nghe cả giá cái miệng đó. Tại vì làm giá đó. Cái giá mà khi người ta đem ra rồi đó là có thể ăn được liền. Là tại vì sạch lắm. Ngay cả cái chỗ làm giá người ta phải mặc cái áo ở ngoài. Mình không phải tự động vô chỗ làm giá người ta cho đâu. Phải rất là kỹ. Nó khử trùng đến đâu, còn nếu không mà lỡ bị một cái đó là cái bacteria làm cho giá bị hư hết. Cho nên giá đem về có thể ăn liền, nhiều người đem rửa không cần thiết. Bây giờ mới hiểu ra một chuyện. Thường thường trái cà bóng lưỡng này về là mình bỏ vô nấu canh luôn, bắt qua độ nước rửa sơ sơ. Mình nghĩ nó là bụi dơ. Chứ bây giờ mình có nghĩ là nó cái chất wax hay là cái chất mà làm cho nó bóng lưỡng như thế này là cái chemical để nó bảo quản cái trái cà chua khỏi hư đó anh. Thấy không? Nhớ nghe các bạn, bữa nay đừng mua nước. Đừng mua nước, khen gặp. Không cần. Bữa nay mình học được một điều là mua trái cây về có phải rửa sạch sẽ. Nhưng mà rửa sạch sẽ để mình coi rửa bằng nước Kangen này nó hiệu quả như thế nào, rồi mà hả thay đổi ý định nha. Đầu tiên khoan mua nước đi. Bây giờ em lấy cái nước 11.5. Rồi. Ok. Đó, cái vòi trên là để rửa rau quả trái cây. Mình để chừng một vài phút ha. Ok. Và đồng thời anh Peter lấy một cái loại nước nào rửa thường coi. Rồi, lấy nước này đi. Lấy nước này rửa đi, đổ cho rửa. Nước này cũng mắc tiền ha. Hai loại ha. Rồi. Rồi. Phải bao lâu?
Để chừng một vài phút lên để mình coi thử. Rồi cái này là biết nằm vị trí này là cái chai nước này nha. Trong khi mình để một vài phút á thì em có cái pH tester để mình test coi thử những cái chai nước này mình có nghĩ nó là neutral không? Hay là nó bị acid? Neutral là 7. Yeah. Ok. Yeah. Hay là nó chất kèm, chắc chắn là không phải là kèm rồi, tại vì đây là nước thường clean water. Okay. Yeah. Thì coi nó ra như thế nào ha. Em dùng cái pH tester này. Rồi được rồi. Đây là cái pH tester là test cái độ acid. Yes. Nó nằm ở trong cái những chai nước. Cái này người ta dùng để test trong hồ bơi rồi đó anh. Hả? Yeah. Để coi thử cái trong hồ bơi có cái độ acid. Dạ. Còn cái giá nó nhỏ đi để cho anh nhỏ xuống. Nhỏ vô lông, nhỏ vô chai luôn hả? Yeah, bốn giọt giùm em. 1, 2, 3, 4. Đó. 1, 2, 3, 4. Yeah. 1, 2, 3, 4. Tại sao 4 mà không 5? Nhiều cũng được hết nhưng mà không sao. Sao nó xanh lè vậy? Anh đi tờ. Sao kỳ vậy? Cái này là nước mà đắt tiền nè. Còn cái này là như vậy xanh là nó tốt hơn đúng không? Dạ, yeah, nó đỡ. Thử vô cái Kangen Water. 1, 2, cái gì tím ngắt vậy? Yeah. Thì theo cái chót này anh Tham Việt Thảo thấy nè. Như vậy thì cái màu này là nó nằm vào cái khoảng này. Yeah. Nước soda. Nước soda nè thì cái neutral tức là cái acid, cái độ acid là bảo hòa là 7 nè. Dưới 7 là acid. Dưới 7 là acid rất nặng. Như vậy là trong cái nước Sprite 7 Up nha. Lượng acid rất nặng nha, uống nhiều cái này không có tốt. Có lần chúng tôi thử nghiệm lấy cái nước Coca-Cola, nói cái đạn hàng Coca-Cola kiện tôi đó nha, vô khe nha. Chúng tôi đổ vào trong cái bồn vệ sinh. Yeah. Một ngày hôm sau dở ra nó rửa sạch nha, nó có rửa được đó nha. Đúng rồi. Cái độ chất acid rất là cao. Cho nên chúng tôi uống vào thấy đã nhưng mà nó không tốt. Ok, bây giờ cái nước này là nước Aquafina. Thì nó cũng là nặng hơn. Yeah. Nói chung là những cái màu vàng này nặng hơn. Bây giờ chúng ta qua cái nước này nó hơi đắt tiền chút xíu đây. Là màu lên tới... Màu xanh. Cái này. Neutral. Trên chút xíu. Ok. Đỡ hơn chút. Ok. Và cái nước của cái Fountain Valley của thành phố chúng ta đang ở đây. Better. Thì better. Nó lên trên này chút xíu. Riêng cái Kangen Water thì cái màu nó đổi sang tím. Tức là nó lần tuốt ở trên này luôn. Tôi giỏi không tới luôn. Ok. Như vậy thì cái chất nó nhiều cái alkaline hơn, healthy hơn. Ok. Đó là cách thử nghiệm. Bây giờ mình coi lại mấy trái cà. Wait, chờ em chút. Em muốn nói cái này một chút. Khi mà chẳng hạn như anh đi travel, em đi travel thì mình đâu có nước Kangen, mình đâu có xách máy, nhiều khi mình đâu có xách máy đi được phải không? Mình cũng vô nhà hàng mình uống bất cứ loại nước nào. Nhưng mà về anh có cái nước Kangen này. Cơ thể anh nếu mà không có được healthy đi, anh uống cái nước đó, bây giờ bỏ giùm em. Thì được. Dạ, anh bỏ vô. Ok, bây giờ mình bắt đầu. Mình đi, bắt mình đầu uống nước đây tâm đi. Đi. Bắt đầu từ nha, đây. Được, không sao đi cả. Bây giờ đó, ok, mình về nhà mình uống canh gần vô. Dạ, yeah. Coi cơ thể mình như thế nào. Cái soda thì... Không quên. Phải uống nhiều, nhiều nước vô nó đỡ. Cơ thể anh sẽ healthy lại. Nếu mà anh ăn uống bất cứ gì anh đừng có nói tôi đổ này ra màu đỏ đi. Ok. Hay quá. Như vậy thì bây giờ đó mình đi xa mà mình không có đem Kangen Water theo, mình uống bậy bạ, uống rượu, uống bia gì không biết nha. Uống nhiều Kangen Water vô nó sẽ clean lại, nó sẽ làm cho tốt hơn. Có một điều nói gì chứ những cái máy này bây giờ mang đi được hết nha. Bỏ trong vali gửi đi được hết, không có gì cả. Nếu mà cơ thể anh healthy cái nè, healthy thì anh uống chút xíu này vô. Còn như thế nào? Uống chút xíu này vô mỗi cái. Mỗi cái một bỏ anh mỗi mấy giọt thôi. No. Một cốc thôi. Nó bỏ bên đây, bỏ bên đây. Nó dàn trở lại. Trời ơi má ơi. Đó, này luôn, này luôn. Anh uống Kangen quá trời, bây giờ anh uống cái này vô. Rồi. Rồi. Người anh acidic không mà. Trời luôn. Không, thật đã sự ngon. Cái mùi vị ngọt nó đã lắm. Nhưng mà bây giờ dòm cái này thôi, để tới đừng thèm uống này nữa. Uống nước thường rồi. Thà uống nước thường. Thà uống nước thường thôi nha. Dám su tôi không? Su tôi là tôi kêu ông Donald Trump ra cãi lại đấy. Hay quá. Bây giờ mình coi qua những cái trái cà. Đúng rồi. Những cái trái cà của mình tới đâu rồi. Ok.
để tôi phân biệt coi có cái gì lạ không nha. Đây là cái nước, trái cà hồi nãy rửa bằng nước thường. Và đây là trái cà nữa bằng nước khen gần. Bây giờ tôi đổ nước nó ra, coi cái sự khác biệt như thế nào. Đây là những cái trái cà rửa bằng nước thường, đổ ra. Cái nước nó vẫn trắng và trái cà không có gì thay đổi, đúng không? Ok, như vậy thì nếu mà nói rằng cái này là nó bị quá chất bảo quản hay là quá xì là nó vẫn còn nguyên. Ok, bây giờ cái nước mà cái trái cà này rửa bằng cái nước Kangen, Kangen Water thì cái màu nước nó có thay đổi không? Ui chà, nó ra. Bây giờ tôi coi thử coi nha. Anh ăn thử. Giữa tôi coi rửa hai trái cà. Cái độ bóng của trái cà này nhiều hơn nè. Cái này nó bớt bóng lại. Bây giờ tôi thử ăn cái trái này. Cắn. Giòn. Giòn. Giòn hơn. Mềm hơn. Mì chua chua. Có khác hơn. Hấp tiểu về lấy ăn thử. Tin Việt Thảo. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cái Kangen Water. Trước mặt mọi người nói rất rõ. Tôi không có nhận thù lao này. Tôi không có đòi hỏi phải trả cho tôi một cái lãng khoản lệ phí nào cả. Tại vì tôi muốn đời sống mọi người tốt đẹp hơn, cái tuổi thọ kéo dài hơn, để chúng ta dành cái tình thương yêu cho gia đình, cho con cái, cho thân nhân, cho bạn bè. Tôi nói cái tiếng cầu nguyện ở bệnh viện nó nhiều hơn là cái tiếng cầu nguyện ở giáo đường. Cái vách tường ở bệnh viện đó nghe cái tiếng cầu nguyện hàng ngày còn nhiều hơn cái vách tường ở nơi giáo đường hay là ở chùa. Là tại vì người ta kề cận với cái chết, người ta sắp sửa chết, hay là thân nhân sắp sửa phải ra đi, phải cầu nguyện để ở lại. Chúng ta không muốn trường hợp đó xảy ra. Một trong những cái mà bỏ vào miệng đó là nước. Một trong những cái bỏ vào miệng thường ngày đó là thực phẩm, là ăn, là uống. Mà tại sao chúng ta không biết quý trọng cơ thể của mình bằng cách hãy sử dụng những cái nguồn nước tinh khiết bằng cách là dùng những cái máy lọc mà đã có hơn 40 năm qua mà mình có nhiều người chưa biết nha. Bao nhiêu tiền dễ vậy? Chúng ta làm bao nhiêu tiền đi chăng nữa là cũng để xài, để sử dụng cho cái đời sống của mình. Các bạn ơi, tiền chết mang đi không được. Nhưng giữ cái tuổi thọ, đời sống tốt đẹp hơn thì chúng ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Có phải không nào? Tân có uống nước Kangen Water không? Dạ, em uống hơn một năm nay. Hơn một năm nay. Có sự khác biệt như thế nào? Dạ, sự khác biệt mình thấy rõ là nếu mà một người như mà tuổi như Tân ấy không có bệnh đó, thì mình phòng chống. Nhưng mà Tân á, là bị bao tử, bị loét bao tử. Thì cái này á, ngày xưa là Tân phải có lúc nào cũng có thuốc trong tủ thuốc á. Tại vì somehow tối ăn vô là thường thường cái giờ đêm bị heartburn. Thì cái này đã hép Tân coi như là bây giờ Tân không biết những cái thuốc đó là gì nữa. Dạ, cái đó là hép Tân thấy rõ rồi. Cái đó. Nó giống như ngày xưa khi mà cái người lân dân quê họ cảm thấy bệnh hoạn, họ đến nhà thờ họ xin nước thánh vậy. Nó là những cái nước tinh khiết từ trong lòng đất chảy ra qua những mạch nước tạo thành giếng nước để người ta uống nha. Thì bây giờ chúng ta có Kangen Water. Đăng, em có sử dụng nước Kangen Water? Em sử dụng hơn một năm rồi anh Thảo. À, dạ. Cảm giác? Thì cơ thể em rất là khỏe mạnh, em uống nước này để phòng ngừa bệnh. Nhưng mà có những người bệnh nhân cũng như người bạn bè, chẳng hạn như gia đình của em có người bệnh tiểu đường và mẹ của em thì bị bệnh chuyên môn là bệnh đường ruột á, là ăn cái gì dễ bị trúng thực lắm. Nhưng mà sau khi sử dụng nước Kangen hơn một năm nay, cái triệu chứng không bao giờ xảy ra nữa. Ok. Dạ. Peter Hà, anh có sử dụng Kangen Water? Dạ có, là sử dụng được 2 tháng thôi. À. Nhưng mà cái công hiệu của nó thì rất là nhiều công hiệu, mà đối với mình có một cái chuyện rất là khó chịu trong cuộc sống, đó là bị vẩy cái chân mà nó dày lên, mà đêm nào cũng ngứa, mà gãi thì chảy máu, mà cứ ngứa mà sức nhiều loại lotion khác, nhiều loại cao cấp lotion mà cũng không hết. Nhưng mà đem cái nguồn nước 2.5 rửa xong rồi dùng nguồn nước 6.0 rửa trong vòng có 2 tuần lễ thôi, nó mỏng đi và nó gắt liền da và nó sát cái da rồi, như là sắp lành, không ở ngay cái chân của mình bên tay trái. Người ta mua cái máy Kangen Water về mà không trị hết được rồi tôi chửi ông ạ. Có một người bạn nữa, người bạn nữa là người bạn họ cũng vì kinh tế khó khăn mà cũng hoài nghi trong cái máy này, trong cái nguồn nước này, cho nên sành xách cái bình 5 gallon tới nhà mình, nói bây giờ cho mình xin được không, xin nước thử đi rồi sẽ mình sẽ cố gắng mua. Thì anh xin, tưởng là anh xin làm
trong vòng một tuần anh sinh một lần, anh sinh liên tục là 4 lần, 4 tuần. Tuần nào anh cũng là lấy 5 cái lông về. Hỏi anh lấy về làm gì? Tiểu đường dạo này độ nó xuống. Rồi sao ông không mua cái máy đi? Chuẩn bị mua, tại vì xuống là tinh thần phấn khấn sẽ mua cái máy. Dạ. Nếu chúng ta nói càng nhiều đề tài mà nó là thật nha, nó là thật. Tôi có nghe giới thiệu về cái Kangen Water rất nhiều. Và thậm chí có người email tới, bây giờ tôi vẫn còn giữ cái email đó. Rồi gửi tới trên Facebook, chụp cả hình ảnh để giúp phổ biến cái máy Kangen Water. Xin lỗi, tôi có một cái lỗi lầm rất lớn. Cách đây mấy năm về trước là tôi không phổ biến và không giới thiệu. Tại vì tôi nghĩ, ôi sao ba cái đồ này giới thiệu làm cái gì? Tại sao phải giới thiệu? Chắc cũng ba cái sản phẩm ba. Cái gì cũng phải qua cái duyên. Ngày hôm nay tôi giới thiệu cái Kangen Water đến với tất cả mọi người. Trong cái hoàn cảnh kinh tế của mình, tôi không cần biết giàu nghèo. Hãy sử dụng cái Kangen Water. Đến lúc đó chúng ta mới thấy cái sức khỏe như thế nào, đời sống ra sao và hiệu quả kinh tế. Thì lúc đó mọi người sẽ cảm ơn Dược Thảo không hết nữa. Ngày hôm nay tôi mới biết và tôi mạnh dạn giới thiệu đến mọi người, hãy tin Việt Thảo. Tôi chỉ biết rằng Kangen Water là một cái loại nước cần thiết trong đời sống của mình, từ vệ sinh, từ sức khỏe cho tới trị liệu những cái căn bệnh. Mà ở đây có dược sĩ Đăng, hãy tin tưởng điều đó. Nhớ nha quý vị, nhớ nha các bạn. Hãy sử dụng Kangen Water. Đây là lời giới thiệu của Việt Thảo. Mục đích duy nhất là gì? Là muốn cộng đồng chúng ta vững mạnh hơn, qua từng gia đình khỏe mạnh hơn, từng cá nhân đời sống tốt đẹp hơn. Mong rằng Kangen Water sẽ làm thay đổi cuộc sống của mọi người để chúng ta có một đời sống vui tươi hạnh phúc với gia đình. Yeah. All right, cảm ơn, cảm ơn. Tân, cảm ơn Đăng, cảm ơn Peter. Nhớ nha, Kangen Water, the best water on earth. Hi, my name is Dr. Peggy Parker. I'm a biological medicine doc and a naturopath. And a few years ago, I made a discovery that promises to be a medical game changer. I discovered that ionized water has some unique antioxidant properties that are absolutely foundational for regaining or maintaining health. And in order to prove that theory into scientific certainty, I need to do a clinical trial study. And doing this study has been an absolutely overwhelming passion of mine for the last few years. And now all the pieces are in play and it's time for me to begin. The first time I heard about ionized water was actually during my biological medicine training. And I tried this water ionizer that was recommended and I didn't really like it. Then I got really sick. Actually, my gallbladder became gangrenous before doctors figured out what was wrong with me. And so when they tried to remove it, they left a lot of gangrene in my body. And so I was really literally rotting from the inside out. I was really sick, couldn't seem to get much better. I tried everything that my naturopathic and biological medicine taught me that had worked to help my patients, but it wasn't really doing much for me. And a friend of mine told me about ionized water, and because I had a negative experience with it in the past, I just ignored her. And she kept talking to me about it and I kept being sick. So one day I found out that there was a man coming from Japan to do a lecture. So I decided to go to the lecture, and during this 3-hour lecture, it took a long time because we had to do translation. During the 3-hour lecture, I drank 4 16-ounce glasses of this ionized water. And every symptom that I had disappeared, and it stayed gone for 2 full days. So I knew there was something important, I just couldn't figure out what it was. So I went home and I started thinking about it, and then I was like, oh, I think I might understand what's happening. So I went and bought an ionizer, arranged for 10 of my patients or friends who were all 60 years old or more to be part of an informal study. And they agreed to drink a certain amount of water every day and come back in after 1 week and 2 weeks and after a month to be tested. And so what I was doing is testing their blood, their urine, and their saliva, and hooking them up to some machines and kind of looking at things. Their test results were tremendously better. So it wasn't based on symptoms. What I was looking at was how minerals were being introduced into their cells, how the pH, you know, how the cells would change pH,
and how the rates of oxidation were changing. And oxidation happens when free radicals bombard your cells. And you have about 100 trillion cells in your body. And every day, each one of those cells are assaulted with 10,000 by 10,000 free radicals. That damage is called oxidation. Free radicals are really just atoms or molecules that have lost an electron. And that happens from exposure to radiation or UV lights or so things like fluorescent light bulbs and computers and cell phones and cars and manufacturing plants and fertilizers and pesticides and even the water that we drink and the air that we breathe that are kind of polluted, those actually contain free radicals. All of those 100 trillion cells have a few things in common, and one of them is that they're made, they all have a membrane, and that membrane's made of something called a phospholipid bilayer. That's just a fancy term for fat. And fat is one of the things that's the most easily oxidized substances in your body. And we can see examples of that in your own kitchen. If you've ever fried anything, and then later you try to clean that vent fan in your kitchen, and that fat is thick and sticky, that's oxidized fat. Because our cell membranes are made primarily out of fat, as these free radicals enter our bodies, they start stealing electrons from the fat, causing a huge problem. That fat then changes its character. Instead of being a semi-permeable membrane that allows oxygen and water to flow freely in and lets carbon dioxide and a few other waste products out, instead of doing that, it starts to repel water, so the cell becomes dehydrated. It starts to repel oxygen, so now the cell doesn't have enough oxygen to produce energy. And inside the cell, carbon dioxide is trapped and other waste products are trapped, so it effectively makes a very unhealthy cell. Well, those unhealthy cells will divide and multiply in your body, just like all cells will. So healthy cells, unhealthy cells, they all do the same thing. They divide and make two new daughter cells that are identical to the parent cell. When that happens, we start to see tissues change. We start to see organs change. We start to see glandular systems change. And so wherever your genetic weakness is in your body, whether it's your eyes or your heart or your blood vessels or your skin or your pancreas, wherever the weak link is, that's where we're going to see a disease process or an illness begin to form. And unless you've been living under a rock for the last few years, then you know about antioxidants. You know that vitamins A, C, and E are antioxidants, and you know that all the brightly colored fruits and vegetables, even chocolate and coffee, contain antioxidants. In theory, the more antioxidants you consume, the more reversal of oxidation in your body, or the more it will stop that free radical damage. But there's a little known fact about these antioxidants that we take in supplement form or in our foods, and that is that as they do the very thing they're designed to do, which is quench a free radical, it becomes a free radical itself. So it donated an electron to a really bad free radical, and in turn it becomes a weak free radical. So you can see that it could slow down this process of aging and disease and death, but it could never really make a big enough impact to stop it. There's an interesting thing about ionized water. As I tested all of my patients, I began to see dramatic changes in the rates of oxidation on their cells. Couldn't figure out why, and then one day it was like a light bulb went off. And I'm like, oh, this is about oxidation. What's happening is that as this oxidation disappears on their cells, everything else changes. I'd been focusing on the wrong thing the whole time. My colleagues have been focusing on the wrong thing the whole time. I had a friend who said, you know what, this is just like hydrogen fuel cell technology. What happens in a hydrogen fuel cell is that water's passed through an electrical field, splits the water up, so H2O becomes OH negative and H. So we have hydrogen. And in the presence of platinum, which exists in all hydrogen fuel cells, those hydrogen easily, freely give up their electrons. So now what do we have? We have a bunch of free electrons. In hydrogen fuel cell technology, those free electrons are put down a little wire and we get electricity.
in ionized water, what happens is that those free electrons are recycled into the water. So that as we drink that water, we're actually taking in a bunch of free electrons. Now, those free electrons will go and mitigate or quench those free radicals, and they don't leave anything in their wake. There's no weak free radical left over. This can actually stop the cycle of oxidation. Now, in the whole scheme of clinical trial studies, the end result is always that there's a product, an end product that's made, like a drug, that can be sold for billions of dollars, so it offsets the cost of the clinical trial studies. In this particular case, I don't sell anything. I'm just trying to help people be well. My very first patient that I lost was 16 years old, and it happened at a time when one of my daughters was 16 years old. This is potentially the hardest thing I've ever been through. And all I could think of was what could I have done differently? How could I have helped her? And then a few years later, I found this technology, and I realized that it was the answer to that question of what could I have done differently and how could I have helped her more. It's my passion to save the world one glass of water at a time. I know it sounds like a lofty goal, but I want to end as much disease and suffering in the world as I can, as fast as I can. I really believe this clinical trial study can be a medical game changer, but these things never happen as a result of just one person's effort. It takes so many people to accomplish a project like this. And with your support, I believe that we can move forward. I need you to help me spread the word. You can do it by emailing this video to everyone you know and ask all of your friends to do the same. Because I believe that together we can pioneer a change in the health of people all around the world. One glass of water at a time. Thanks so much. Hi, my name is Dr. Peggy Parker. I'm a biological medicine doc and a naturopath. And a few years ago, I made a discovery that promises to be a medical game changer. I discovered that ionized water has some unique antioxidant properties that are absolutely foundational for regaining or maintaining health. And in order to prove that theory into scientific certainty, I need to do a clinical trial study. And doing this study has been an absolutely overwhelming passion of mine for the last few years. And now all the pieces are in play, and it's time for me to begin. The first time I heard about ionized water was actually during my biological medicine training. And I tried this water ionizer that was recommended, and I didn't really like it. Then I got really sick. Actually, my gallbladder became gangrenous before doctors figured out what was wrong with me. And so when they tried to remove it, they left a lot of gangrene in my body, and so I was really literally rotting from the inside out. I was really sick, couldn't seem to get much better. I tried everything that my naturopathic and biological medicine taught me that had worked to help my patients, but it wasn't really doing much for me. And a friend of mine told me about ionized water, and because I had a negative experience with it in the past, I just ignored her. And she kept talking to me about it, and I kept being sick. So one day I found out that there was a man coming from Japan to do a lecture. So I decided to go to the lecture, and during this 3-hour lecture, it took a long time because we had to do translation. During the 3-hour lecture, I drank 4 16-ounce glasses of this ionized water, and every symptom that I had disappeared, and it stayed gone for 2 full days. So I knew there was something important, I just couldn't figure out what it was. So I went home and I started thinking about it, and then I was like, oh, I think I might understand what's happening. So I went and bought an ionizer, arranged for 10 of my patients or friends who were all 60 years old or more to be part of an informal study. And they agreed to drink a certain amount of water every day and come back in after 1 week and 2 weeks and after a month to be tested.
And so what I was doing is testing their blood, their urine, and their saliva, and hooking them up to some machines and kind of looking at things. Their test results were tremendously better. So it wasn't based on symptoms. What I was looking at was how minerals were being introduced into their cells, how the pH, you know, how the cells would change pH, and how the rates of oxidation were changing. And oxidation happens when free radicals bombard your cells. And you have about 100 trillion cells in your body. And every day, each one of those cells are assaulted with 10,000 free radicals. That damage is called oxidation. Free radicals are really just atoms or molecules that have lost an electron. And that happens from exposure to radiation or UV lights or so things like fluorescent light bulbs and computers and cell phones and cars and manufacturing plants and fertilizers and pesticides and even the water that we drink and the air that we breathe that are kind of polluted, those actually contain free radicals. All of those 100 trillion cells have a few things in common, and one of them is that they're made, they all have a membrane, and that membrane's made of something called a phospholipid bilayer. That's just a fancy term for fat. And fat is one of the things that's the most easily oxidized substances in your body. And we can see examples of that in your own kitchen. If you've ever fried anything, and then later you try to clean that vent fan in your kitchen, and that fat is thick and sticky, that's oxidized fat. Because our cell membranes are made primarily out of fat, as these free radicals enter our bodies, they start stealing electrons from the fat, causing a huge problem. That fat then changes its character. Instead of being a semi-permeable membrane that allows oxygen and water to flow freely in and lets carbon dioxide and a few other waste products out, instead of doing that, it starts to repel water, so the cell becomes dehydrated. It starts to repel oxygen, so now the cell doesn't have enough oxygen to produce energy. And inside the cell, carbon dioxide is trapped and other waste products are trapped, so it effectively makes a very unhealthy cell. Well, those unhealthy cells will divide and multiply in your body just like all cells will. So healthy cells, unhealthy cells, they all do the same thing. They divide and make two new daughter cells that are identical to the parent cell. When that happens, we start to see tissues change. We start to see organs change. We start to see glandular systems change. And so wherever your genetic weakness is in your body, whether it's your eyes or your heart or your blood vessels or your skin or your pancreas, wherever the weak link is, that's where we're going to see a disease process or an illness begin to form. And unless you've been living under a rock for the last few years, then you know about antioxidants. You know that vitamins A, C, and E are antioxidants, and you know that all the brightly colored fruits and vegetables, even chocolate and coffee, contain antioxidants. In theory, the more antioxidants you consume, the more reversal of oxidation in your body, or the more it will stop that free radical damage. But there's a little known fact about these antioxidants that we take in supplement form or in our foods, and that is that as they do the very thing they're designed to do, which is quench a free radical, it becomes a free radical itself. So it donated an electron to a really bad free radical, and in turn it becomes a weak free radical. So you can see that it could slow down this process of aging and disease and death, but it could never really make a big enough impact to stop it. There's an interesting thing about ionized water. As I tested all of my patients, I began to see dramatic changes in the rates of oxidation on their cells. Couldn't figure out why. And then one day it was like a light bulb went off. And I'm like, oh, this is about oxidation. What's happening is that as this oxidation disappears on their cells, everything else changes. I'd been focusing on the wrong thing the whole time. My colleagues have been focusing on the wrong thing the whole time. I had a friend who said, you know what, this is just like hydrogen fuel cell technology. What happens in a hydrogen fuel cell is that water is passed through an electrical field, splits the water up, so H2O becomes OH negative and H. So we have hydrogen
And in the presence of platinum, which exists in all hydrogen fuel cells, those hydrogen easily, freely give up their electrons. So now what do we have? We have a bunch of free electrons. In hydrogen fuel cell technology, those free electrons are put down a little wire and we get electricity. In ionized water, what happens is that those free electrons are recycled into the water. So that as we drink that water, we're actually taking in a bunch of free electrons. Now, those free electrons will go and mitigate or quench those free radicals, and they don't leave anything in their wake. There's no weak free radical left over. This can actually stop the cycle of oxidation. Now, in the whole scheme of clinical trial studies, the end result is always that there's a product, an end product that's made, like a drug, that can be sold for billions of dollars, so it offsets the cost of the clinical trial studies. In this particular case, I don't sell anything. I'm just trying to help people be well. My very first patient that I lost was 16 years old, and it happened at a time when one of my daughters was 16 years old. This is potentially the hardest thing I've ever been through. And all I could think of was what could I have done differently? How could I have helped her? And then a few years later, I found this technology, and I realized that it was the answer to that question of what could I have done differently and how could I have helped her more. It's my passion to save the world one glass of water at a time. I know it sounds like a lofty goal, but I want to end as much disease and suffering in the world as I can, as fast as I can. I really believe this clinical trial study can be a medical game changer, but these things never happen as a result of just one person's effort. It takes so many people to accomplish a project like this. And with your support, I believe that we can move forward. I need you to help me spread the word. You can do it by emailing this video to everyone you know and ask all of your friends to do the same. Because I believe that together we can pioneer a change in the health of people all around the world. One glass of water at a time. Thanks so much. Hi, my name is Dr. Peggy Parker. I'm a biological medicine doc and a naturopath. And a few years ago, I made a discovery that promises to be a medical game changer. I discovered that ionized water has some unique antioxidant properties that are absolutely foundational for regaining or maintaining health. And in order to prove that theory into scientific certainty, I need to do a clinical trial study. And doing this study has been an absolutely overwhelming passion of mine for the last few years. And now all the pieces are in play, and it's time for me to begin. The first time I heard about ionized water was actually during my biological medicine training. And I tried this water ionizer that was recommended, and I didn't really like it. Then I got really sick. Actually, my gallbladder became gangrenous before doctors figured out what was wrong with me. And so when they tried to remove it, they left a lot of gangrene in my body. And so I was really literally rotting from the inside out. Just really sick. Couldn't seem to get much better. I tried everything that my naturopathic and biological medicine taught me that had worked to help my patients, but it wasn't really doing much for me. And a friend of mine told me about ionized water, and because I had a negative experience with it in the past, I just ignored her. And she kept talking to me about it, and I kept being sick. So one day I found out that there was a man coming from Japan to do a lecture. So I decided to go to the lecture, and during this 3-hour lecture, it took a long time because we had to do translation. During the 3-hour lecture, I drank 4 16-ounce glasses of this ionized water, and every symptom that I had disappeared, and it stayed gone for 2 full days. So I knew there was something important, I just couldn't figure out what it was. So I went home and I started thinking about it, and then I was like, oh, I think I might understand what's happening. So I went and bought an ionizer, arranged for 10 of my patients or friends who were all 60 years old or more
to be part of an informal study. And they agreed to drink a certain amount of water every day and come back in after 1 week and 2 weeks and after a month to be tested. And so what I was doing is testing their blood, their urine, and their saliva and hooking them up to some machines and kind of looking at things. Their test results were tremendously better. So it wasn't based on symptoms. What I was looking at was how minerals were being introduced into their cells, how the pH, you know, how the cells would change pH, and how the rates of oxidation were changing. And oxidation happens when free radicals bombard your cells. And you have about 100 trillion cells in your body, and every day each one of those cells are assaulted with 10,000 free radicals. That damage is called oxidation. Free radicals are really just atoms or molecules that have lost an electron. And that happens from exposure to radiation or UV lights or so things like fluorescent light bulbs and computers and cell phones and cars and manufacturing plants and fertilizers and pesticides and even the water that we drink and the air that we breathe that are kind of polluted, those actually contain free radicals. All of those 100 trillion cells have a few things in common, and one of them is that they're made, they all have a membrane, and that membrane's made of something called a phospholipid bilayer. That's just a fancy term for fat. And fat is one of the things that's the most easily oxidized substances in your body. And we can see examples of that in your own kitchen. If you've ever fried anything, and then later you try to clean that vent fan in your kitchen, and that fat is thick and sticky, that's oxidized fat. Because our cell membranes are made primarily out of fat, as these free radicals enter our bodies, they start stealing electrons from the fat, causing a huge problem. That fat then changes its character. Instead of being a semi-permeable membrane that allows oxygen and water to flow freely in and lets carbon dioxide and a few other waste products out, instead of doing that, it starts to repel water, so the cell becomes dehydrated. It starts to repel oxygen, so now the cell doesn't have enough oxygen to produce energy. And inside the cell, carbon dioxide is trapped and other waste products are trapped, so it effectively makes a very unhealthy cell. Well, those unhealthy cells will divide and multiply in your body, just like all cells will. So healthy cells, unhealthy cells, they all do the same thing. They divide and make two new daughter cells that are identical to the parent cell. When that happens, we start to see tissues change. We start to see organs change. We start to see glandular systems change. And so wherever your genetic weakness is in your body, whether it's your eyes or your heart or your blood vessels or your skin or your pancreas, wherever the weak link is, that's where we're going to see a disease process or an illness begin to form. And unless you've been living under a rock for the last few years, then you know about antioxidants. You know that vitamins A, C, and E are antioxidants, and you know that all the brightly colored fruits and vegetables, even chocolate and coffee, contain antioxidants. In theory, the more antioxidants you consume, the more reversal of oxidation in your body, or the more it will stop that free radical damage. But there's a little known fact about these antioxidants that we take in supplement form or in our foods, and that is that as they do the very thing they're designed to do, which is quench a free radical, it becomes a free radical itself. So it donated an electron to a really bad free radical, and in turn it becomes a weak free radical. So you can see that it could slow down this process of aging and disease and death, but it could never really make a big enough impact to stop it. There's an interesting thing about ionized water. As I tested all of my patients, I began to see dramatic changes in the rates of oxidation on their cells. Couldn't figure out why. And then one day it was like a light bulb went off. And I'm like, oh, this is about oxidation. What's happening is that as this oxidation disappears on their cells, everything else changes. I've been focusing on the wrong thing the whole time. My colleagues have been focusing on the wrong thing the whole time. I had a friend who said, you know what, this is just like hydrogen fuel cell technology.
What happens in a hydrogen fuel cell is that water is passed through an electrical field, splits the water up, so H2O becomes OH negative and H. So we have hydrogen. And in the presence of platinum, which exists in all hydrogen fuel cells, those hydrogen easily, freely give up their electrons. So now what do we have? We have a bunch of free electrons. In hydrogen fuel cell technology, those free electrons are put down a little wire and we get electricity. In ionized water, what happens is that those free electrons are recycled into the water. So that as we drink that water, we're actually taking in a bunch of free electrons. Now those free electrons will go and mitigate or quench those free radicals, and they don't leave anything in their wake. There's no weak free radical left over. This can actually stop the cycle of oxidation. Now, in the whole scheme of clinical trial studies, the end result is always that there's a product, an end product that's made, like a drug, that can be sold for billions of dollars, so it offsets the cost of the clinical trial studies. In this particular case, I don't sell anything. I'm just trying to help people be well. My very first patient that I lost was 16 years old, and it happened at a time when one of my daughters was 16 years old. This is potentially the hardest thing I've ever been through. And all I could think of was what could I have done differently? How could I have helped her? And then a few years later, I found this technology, and I realized that it was the answer to that question of what could I have done differently and how could I have helped her more. It's my passion to save the world one glass of water at a time. I know it sounds like a lofty goal, but I want to end as much disease and suffering in the world as I can, as fast as I can. I really believe this clinical trial study can be a medical game changer, but these things never happen as a result of just one person's effort. It takes so many people to accomplish a project like this. And with your support, I believe that we can move forward. I need you to help me spread the word. You can do it by emailing this video to everyone you know and ask all of your friends to do the same. Because I believe that together we can pioneer a change in the health of people all around the world. One glass of water at a time. Thanks so much. Việc cấp cứu, chữa trị và điều trị bệnh ở Mỹ là tốt nhất thế giới. Nhưng khi nói đến vấn đề phòng và kiểm soát bệnh tật thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đang gặp phải những vấn đề lớn. Chúng ta được dư thừa trong ăn uống, nhưng chúng ta lại ít được chăm sóc đầy đủ. Chúng ta không chỉ gia tăng khẩu phần thức ăn nhanh của mình, mà còn làm tăng vòng eo lưng và rút ngắn cuộc sống của mình. Mỹ là nước chi tiêu cho thuốc men theo kê đơn của bác sĩ nhiều nhất trên thế giới. Ở Nhật thì lại khác. Thay vì dùng thuốc để chữa bệnh, họ nghiên cứu tìm tòi nguyên nhân sâu xa gây bệnh để phòng ngừa, và điều này đang phát huy tác dụng. Người Nhật sống thọ hơn chúng ta, người Nhật không nặng nề như chúng ta. Từ nhiều năm nay, người Nhật luôn uống một thứ nước đặc biệt có tên là nước Kangen. Và giờ đây, loại nước Kangen này đã có mặt tại Hoa Kỳ. Trước khi trở thành một bác sĩ trị liệu, tôi có bằng tiến sĩ về dinh dưỡng, tôi có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ dinh dưỡng và lấy bằng tiến sĩ trước khi theo học tại một trường y. Vì thế, có thể nói tôi xuất thân từ ngành dinh dưỡng học. Khi vào trường y, tôi được đào tạo để trở thành một bác sĩ và công việc của chúng tôi là khám và chẩn đoán bệnh, chữa bệnh bằng thuốc và sử dụng cả phẫu thuật nếu cần. Tôi đã đi theo hướng đó trong vài năm đầu trong nghề, nhưng sau đó tôi đã quay trở lại với những kiến thức dinh dưỡng đã được học. Tôi giúp các bệnh nhân hiểu được rằng chế độ dinh dưỡng cộng với việc luyện tập thể dục, trị liệu là những biện pháp giúp bệnh nhân cải thiện sức khỏe và làm thuyên giảm một số căn bệnh mãn tính mà chúng ta thường gặp phải hàng ngày. Nhiều hoạt động trao đổi chất diễn ra bên trong cơ thể của chúng ta, sản sinh rất nhiều phân tử gốc tự do. Các phần tử gốc tự do này là các thực thể bị mất đi một electron và chúng mang điện tích dương.
Chúng được tạo ra từ quá trình phân hủy thức ăn, từ quá trình phân hủy các độc tố rồi ngấm vào máu. Những phần tử gốc tự do này rất có hại cho tế bào. Ví dụ khi bám vào các tế bào của thành mạch máu, các chất tự do này sẽ tạo ra các tổn thương. Các vết thương này sẽ gây ra phản ứng trong cơ thể nhằm chữa lành tổn thương đó. Các tiểu huyết cầu sẽ xuất hiện trong máu, cố gắng hạn chế tổn thương. Và trong quá trình chữa lành tổn thương đó, mạch máu sẽ bị phá hủy. Đó là một giả thuyết về hiện tượng xơ vữa động mạch. Tôi hành nghề nha sĩ được hơn 20 năm. Trước đó tôi làm phụ tá nha sĩ. Khi làm việc phụ tá cho nha sĩ, tôi rất quan tâm đến dinh dưỡng và mối liên hệ giữa dinh dưỡng với hàm răng và dinh dưỡng với cơ thể con người. Trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, bác sĩ Hiromi Shinina là người rất nổi tiếng trên thế giới. Ông làm việc tại Tokyo 6 tháng và 6 tháng còn lại của ông làm việc ở New York, nơi ông là trưởng bộ phận phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Perth Israel. Ông cũng là giáo sư tại Trường Đại học Y Albert Einstein. Ông đã tiến hành phẫu thuật nội soi ruột già trên 370.000 ca. Bác sĩ Shinina đã phát triển một kỹ thuật để loại bỏ hạch trong ruột già bằng phương pháp nội soi. Kỹ thuật này có tên gọi là phương pháp Shinina. Trước khi kỹ thuật này ra đời, người ta phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ hạch. Ông đã chữa trị cho nhà vua, hoàng hậu, tổng thống và thủ tướng. Và ông là tác giả của cuốn sách Nhân tố Enzyme, một trong những cuốn sách bán chạy nhất với hàng triệu cuốn đã được bán ra và được dịch ra 20 thứ tiếng. Bác sĩ Shinina cũng vừa mới cho ra mắt cuốn sách Nhân tố vi khuẩn. Cứ 3 năm một lần, tôi lại khám lại cho bệnh nhân. Tôi theo dõi các bệnh nhân qua từng năm và tôi còn nói với họ rằng ruột già hay đại tràng của họ ngày càng trở nên săn cứng và có nhiều khối u trên mặt ngoài của ruột già. Vì thế, bạn phải thay đổi chế độ ăn uống và hãy làm theo chế độ ăn uống mà tôi đề nghị. Và họ đã có những chuyển biến qua từng năm. 2 hoặc 3 năm sau, ruột già hay đại tràng của họ trở nên mềm và linh hoạt hơn cho dù vẫn còn nhiều chỗ có khối u và xơ vữa. Những chỗ này có thể làm thành mạch máu và các lớp mô của bạn dày lên. Vì vậy, có thể nói chế độ ăn uống có thể làm thay đổi tình trạng cơ thể của bạn. Tôi thường nói với bệnh nhân rằng trong cơ thể của chúng ta luôn diễn ra quá trình phản ứng sinh học. Mọi thứ diễn ra trong cơ thể đều là phản ứng sinh học. Và để các phản ứng sinh học này diễn ra, chúng ta cần có chất hòa tan. Đó chính là nước trong cơ thể của chúng ta. Vì thế, điều quan trọng nhất là chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước.